trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Đúng rồi, chúng ta lại chương trình với bọn nó xin đặt nhiều quá. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 8, tức kỷ niệm 74 năm cho ngày cách mạng tháng 8 thành công, và đồng thời kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Công an Nhân dân, và kỷ niệm 50 năm ngày coi như là thực hiện cái bản di chúc của Hồ Chủ tịch, tức là vào ngày 19 tháng 8 năm 1969 và 19 tháng 8 năm 2019. Thì ở đây tôi xin gửi lời vâng chúc tất cả các đồng bào và chúc tất cả các anh chị em trong cái ngành Công an Nhân dân vâng dồi dào sức khỏe, và nói chung là các anh sẽ là những người tiên phong để giữ bình an cho Tổ quốc. Thì là qua đây thì là tôi sẽ bằng tất cả cái tấm lòng của tôi thì tôi sẽ gửi đến cho tất cả các anh các chị bài hát 19 tháng 8. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng cứu chúa. Người xin chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ kinh nhiều hơn nữa, không nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đầu yếu tiêu quỷ của chúng ta. Kể theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy, nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm. Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lúc người xưa nay hiếm, nhưng tinh thần đầu óc vẫn rất sáng suốt. Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây, khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp, điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa. Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Trước hết nói về đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Trong đảng,
thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo đảng, rất trung thành với đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bào ta còn có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Về phong trào cộng sản thế giới, là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có thịnh. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, trở nên tổ chức hiếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các đầu đoàn, các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Đều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển thế giới.
Rồi, anh mời Nhu Di lên trước. Hello, chào anh Mạng, xin chào tất cả chào mọi Nhu người trong diễn đàn nhé. Bây giờ này, cái chương trình vừa nãy thì là nhân kỷ niệm coi như là 74 năm ngày các bạn tháng 8 thành công, 74 năm ngày thành lập ngành công an nhân dân và 50 năm cái thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, tức là vào ngày 19 tháng 8 năm 1969, 19 tháng 8 năm, năm 2019 thì mình mở đầu chương trình bằng một số bài hát, ví dụ bài 19 tháng 8 và mời các bạn nghe qua cái bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy. Còn chương trình chính hôm nay của chúng mình là hiện nay là như này, bọn chúng cực đoan đấy, và bọn dân chủ của quận trong nước chúng nó vẫn cứ xuyên tạc về tình hình bãi tư chính. Đấy, thì mình ở đây có những điều gì sự thực về cái tình hình bãi tư chính để mình nói ra để cho những bà con ở bên hải ngoại và những cái người dân ở trong nước cái, tức là chưa hiểu biết thì mình hiểu biết nhiều. Cái mục tiêu của chúng nó thổi phồng, bóp méo và chúng nó xuyên tạc sai sự thật về cái tình hình đó. Qua đó chúng nó kích động những người dân, tức là đứng dậy coi như biểu tình, tức là kích vào cái tinh thần yêu nước của những người dân. Qua đó chúng nó coi như là mới kích động vào những người không hiểu biết để gây rối loạn, bạo động ở cái xã hội Việt Nam ta hiện nay. Thì nói chung cái trách nhiệm của anh em mình là những người dân bình thường thì mình cũng biết được những điều gì thì mình nói ra cho những người dân, và ví dụ người ta còn chưa hiểu biết mấy về cái tình hình của bãi tư chính hiện nay. Rồi, xin mời mời Lưu Ly. Vâng, thì như các bạn đã biết hay như anh Bằng, tất cả mọi người đều biết đấy, vừa rồi Việt Nam chúng ta vừa hạ đặt thành công cái chân đế của giàn khoan gọi là sao vàng, rồi là sao vàng đại nguyệt, đúng không ạ? Không, đại sao vàng đại nguyệt. Không phải đại việt mà nó đại đại nguyệt đúng rồi, đại nguyệt. Và... sao vàng đại nguyệt. Thì các bạn đã biết được đây là rõ ràng, đấy là rõ, là chúng ta thấy được là khác với hoàn toàn với Philippines. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở trên cái thực địa đó thì chúng ta cũng bị Trung Quốc gây hấn và Philippines cũng bị Trung Quốc gây hấn. Mà mặc dù Philippines là đồng minh của Mỹ đấy, và được giới dân chủ quậy cũng như là các đài báo BBC, RFA loại kia được gọi là đây là một cái chính phủ dũng cảm, đúng không ạ? Thế nhưng Philippines thì cuối cùng đã thỏa hiệp với Trung Quốc và đã bắt đầu hợp tác với Trung Quốc để chia theo tỷ lệ 6-4, tức là 6 Philippines và 4 là của Trung Quốc, thậm chí ngay trong vùng biển của Philippines trước đó mấy ngày. Thế nhưng Việt Nam ta thì cứ âm thầm quan ngại bằng những cái lời lẽ ngoại giao rất là mềm dẻo. Thế nhưng cái hành động mà chúng ta đặt cái giàn khoan sao vàng đại nguyệt đó, nó là một cái quan điểm cực kỳ cứng rắn về chủ quyền đất nước. Ở đây dầu khí nó không chỉ đơn giản là kinh tế nữa rồi, mà dầu khí ở đây đấy, cái việc đặt cái giàn khoan này nó là cái dấu mốc chủ quyền quốc gia. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có gọi là kêu gọi quá nhiều hoặc là làm ầm ĩ trên báo chí, thế nhưng cái mục tiêu của chúng ta là đánh dấu được lãnh thổ và khai thác được tài nguyên, rõ ràng hoàn toàn là thắng lợi trong cái việc này. Và ở đây đấy, em thấy được là đối với lại những cái việc đặt giàn khoan này nó cực kỳ hợp lý, mà phải thể hiện được là phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam quá nhanh, quá nguy hiểm. Có nghĩa là ở đây chúng ta nên nhớ rằng là việc đóng một cái giàn khoan như thế này nó bắt đầu từ thời tháng 3, nếu như theo báo chí em biết được là nó đã bắt đầu từ tháng 3. Không phải, tháng 3 đã xong ở cái bãi của Vietso Petro. Bây giờ anh chia sẻ lưu như thế này, những điều biết hôm nay có một cái thằng gọi là dân chủ quậy hoặc là thằng ba que đấy, Dũng Phi, nó chia sẻ anh một cái bài báo của Petro Việt Nam ấy, tức là nó nói, tức là bài báo nói lên là trong tháng 3 thì đã hoàn thành cái, tức là cái giàn khoan 14.000 tấn ở bãi Vietso Petro. Anh làm trong cái ngành hàng hải nhá, thì nói chung anh đã là người đã từng ra ngoài mỏ Bạch Khổ trong thời gian 6 tháng. Tức là anh ấy cứ đi ca trong thời gian 6 tháng. Thế anh biết là muốn hoàn thành được một cái giàn ấy, được một cái giàn khoan ấy, thì người ta phải lắp từng một bộ phận một. Thứ nhất là cái chân đế, và thứ hai là cái phần mà điều khiển và cái nhà ở, tất cả thứ, tức là nó rất nhiều công đoạn. Thì ở đây người ta đã lắp ráp thành công, tức là xong hoàn toàn ở cái bãi của Vietso Petro. Mà hiện nay, tức là cái đế,
cái đế, tức là cái đế thì người ta mới mang ra người ta để đấy thôi, còn rất nhiều những bộ phận nữa để mà khai thác cái dòng kia. Tức là tháng 3 vừa rồi mới xong, tức là xong ở cái phần trên bờ, còn lại hiện nay là lắp trên biển. Không, đấy là anh thông báo một thông tin. Để em chia sẻ, em thì đọc trên báo đó là gì, là bắt đầu từ tháng 3 vừa rồi, từ 23 tháng 3 vừa rồi là chúng ta mới bắt đầu khởi công để đóng ở trên trên bờ, và hôm nay là hoàn thành là kéo ra. Tức là theo đúng như nghề cơ khí của bọn em thôi, thì đóng một cái giàn khoan mà tầm 14.000 tấn như vậy đấy, phải mất vài tháng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy được là cái có cả phần điều khiển, điều khung, tất cả các thứ đấy. Em chia sẻ. Có nghĩa là tức là chúng ta nói rồi, cái kế hoạch này nó đã được xây dựng lâu dài rồi, chứ không phải là bây giờ mới mới có. Tức là cái quan điểm là chúng ta tung ra đúng thời điểm. Chúng ta có thể thấy được là lần này Trung Quốc đấy, là ngoài cái việc đưa tàu ra gây hấn thì cũng không còn phương pháp nào khác. Tất cả mọi việc này đều hoàn toàn bí mật. Và ngay kể cả Trung Quốc, em tin tưởng rằng chính Trung Quốc cũng bất ngờ vì cái việc là Việt Nam kéo cái giàn khoan này ra như vậy. Bởi vì là gần như Trung Quốc không còn bất cứ một phương pháp nào khác là đưa tàu ra để gây hấn, để bắt gây áp lực để bắt Việt Nam gọi là rút lui trong cái việc này. Vừa rồi đó thì chúng ta thấy được là nhà nước chúng ta đấy là quyết định để lại cái giàn khoan thăm dò. Tức là giàn khoan ở đây là giàn khoan mà sao vàng Đại Nguyệt này đấy, thì là đó là giàn khoan khai thác. Còn có cái giàn khoan mà chúng ta đang hoạt động là giàn khoan thăm dò, thì chúng ta vừa gia hạn một tháng. Chúng ta cứ tưởng rằng là nhà nước chúng ta mới chỉ là giàn khoan thăm dò thôi, và từ thăm dò đến khai thác thì còn rất là lâu. Thế nhưng không, ở đây đấy là nhà nước Việt Nam đã có cái kế hoạch từ rất lâu rồi, đưa cả Trung Quốc vào cái thế bị động. Và cái thời điểm đặt cái giàn khoan này đấy, thì em thấy được một điều là nó cực kỳ chính xác. Chính xác ở đây nó là, tức là gì, chính xác từ thời điểm, có nghĩa là vào cái thời thế Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng, cái thời điểm mà chúng ta được sự ủng hộ của quốc tế, tất cả mọi việc nó đều phối hợp rất là nhịp nhàng. Tức là gì, ở đây nhá, chúng ta được sự ủng hộ của quốc tế này, hợp tác với quốc tế này, được sự ủng hộ của Nga và Mỹ này, và vào đúng cái thời điểm mà cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là gay gắt nhất. Tiếp đến là tình hình Hồng Kông cũng như là vấn đề Đài Loan. Ở đây nhá, em lại chia sẻ thêm với tất cả mọi người một điều. Chúng ta vừa để ý được là Mỹ vừa rồi bán cho Đài Loan 8 tỷ USD vũ khí. Một đòn đánh rất đau vào cái tuyên bố, cái chính sách một Trung Quốc của Tập Cận Bình, của Trung Quốc. Chúng ta thấy là Mỹ thì với hôm 15 hay 16 tháng 8 là tuyên bố, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ bán cho Đài Loan 8 tỷ USD vũ khí. Thì ngay lập tức một ngày, hai ngày sau, Việt Nam chúng ta kéo giàn khoan ra. Hai đòn đánh liên tiếp vào Trung Quốc, nói thật, không biết đường nào mà lần. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy là cái việc kéo giàn khoan này đấy, nó có một cái làm một cái kế hoạch tỉ mỉ, đánh đúng thời điểm, chứ không cần phải gào thét như ba que. Đấy, cái điểm này đấy là người cộng sản, cái việc đặt giàn khoan này, thứ nhất nó là một cái quan điểm cực kỳ cứng rắn về vấn đề chủ quyền đối với Trung Quốc. Còn đối với nhân dân quốc nội thì đây cũng là lời khẳng định lại một lần nữa, Đảng Cộng sản luôn luôn vẫn đã, đang và sẽ hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà dân tộc giao cho, đó là bảo vệ, giữ vững cái chủ quyền của thiêng liêng của đất nước. Cái việc này chưa cần đến nhân dân. Chúng ta thấy nhá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa lên tiếng gì về cái vấn đề này. Thậm chí ngay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa xuất đầu lộ diện. Chúng ta mới chỉ có là ai? Có là gọi Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân có qua Bắc Kinh gọi là thảo luận một chút với Trung Quốc. Thế còn tất cả bộ gọi là trên cao vẫn chưa có ý gì cả, cho nên là cái vấn đề này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ điểm như vậy. Thế cho nên là chính những cái việc làm như này, chính cái những cái sự ủng hộ, thậm chí hôm nay hai tướng không quân của Mỹ sang Việt Nam, một ông là tổng tham mưu trưởng, một ông là tư lệnh Thái Bình Dương, tư lệnh không quân ở không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương, hạm đội Thái Bình Dương, mà sang đến đây đều nói là chúng tôi xin hứa sẽ giúp Việt Nam phát triển và thịnh vượng, giữ vững cái nền hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Đây là một cái đòn đánh đau vào bọn ba que. Cái giàn khoan này nó như đặt vào họng bọn ba que không thể kêu được gì rồi. Thế nhưng ở đây nó bọn ba que hoặc là bọn dân chủ cuội càng tức hơn khi mà chính nước Mỹ đang ủng hộ Việt Nam một cách rất là lồng nhiệt. Và ở đây nhá,
là chúng ta nhận thấy được là chính hai ông tướng không quân này của Mỹ nói với lại chúng ta một câu là gì? Nước Mỹ tôn trọng cái phương pháp, những cái phương pháp, những cái hành động của Việt Nam. Mặc dù Mỹ phản đối kịch liệt, tức là thường thường thì chúng ta thấy phát ngôn của Bộ Ngoại giao thì thường thường chỉ là quan ngại thôi, nhưng ở đây Mỹ ủng hộ chúng ta nhiệt liệt đến mức độ Mỹ nói thẳng Mỹ phản đối cái những cái hành động của Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Mỹ tôn trọng tất cả những cái tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tư Chính, tức là Mỹ coi bãi Tư Chính là của Việt Nam và Mỹ phản đối Trung Quốc. Nhưng ở đây Mỹ lại tôn trọng những cái hành động, những cái phương pháp, những cái cách làm của Việt Nam. Nên bọn ba que không thể khẳng định là Việt Nam hèn lắm, cứ đi theo Mỹ rồi Mỹ sẽ giúp Việt Nam đánh Trung Quốc. Không có chuyện đó. Đến nay đấy là cái việc mà hạ đặt giàn khoan này, em khẳng định một câu là Đảng Cộng sản quá nhanh và quá nguy hiểm, khi mà ở đây chúng ta chưa cần dùng đến sức mạnh của nhân dân, chưa cần phải kêu gọi sự giúp đỡ của bất cứ một nước nào ngoài những cái vận động ngoại giao. Điều đó thì chỉ có Đảng Cộng sản mới làm được thôi. Hôm trước em có viết cái status này, Đảng Cộng sản chỉ cần bơm nước thôi, chỉ cần phun vòi rồng thôi là giữ được bãi Tư Chính, chứ khác hoàn toàn với lại bọn ba que này, bắn pháo nhưng mà mất bố bạn đảo Hoàng Sa. Bây giờ là có một cái câu ấy mà anh cũng rất là thích, mà không biết là hai ông ấy nói thật hay là như thế nào. Hai ông nói là hiện nay ấy, nước Mỹ sẽ giúp Việt Nam trở thành một đất nước coi hùng cường và giàu mạnh. Đấy. Đấy thì đó thì đây là tất nhiên thì nó có thể là một cái lời nói ngoại giao, nhưng mà chúng ta khẳng định với nhau, tôi thì tôi chả ưa gì Mỹ cả. Tôi biết chúng ta luôn luôn phải dè chừng với Mỹ. Thế nhưng những người làm lãnh đạo ấy, họ không chỉ là cái tư tưởng dè chừng mà họ biết được thời điểm nào cái quyền lợi của nước Mỹ đi liền với quyền lợi của Việt Nam. Cũng giống như là hai ông tướng không quân này có nói đấy, là quyền lợi của nước Mỹ giờ đang gắn liền với quyền lợi của Việt Nam. Chúng ta làm những cái hành động này thì cùng có lợi. Chúng ta thấy có lợi ở điểm nào? Thứ nhất, Việt Nam hôm nay chúng ta đặt giàn khoan mà Trung Quốc tức tối nhưng không làm gì nổi. Đồng thời Mỹ cũng bán được cho Đài Loan 8 tỷ USD. Chúng ta thấy là nó không cần. Và đây là có thể nói là em khi mà vừa rồi anh đọc cái bản anh cho đọc lại cái bản di chúc của Bác Hồ đấy, thì em chợt nhớ em cảm thấy rất tiếc là ngày xưa nước Mỹ đã bỏ rơi một gọi là một đối tác. Mỹ không dám nói đồng minh với Việt Nam nha, Mỹ gọi Việt Nam là đối tác. Đúng rồi, đối tác là bạn bè. Vâng, thì Mỹ đã đánh mất một cái đối tác cực kỳ là hiệu quả. Mới phải nói là trong cái vụ này chúng ta thấy là từ ánh mắt đến trái tim, đấy, nghe nhạc điệu đoán chương trình, Mỹ và Việt Nam đều có lợi, đánh thẳng vào Trung Quốc. Anh thấy đó, Đài Loan thì Mỹ nhân cơ hội làm nóng vấn đề Đài Loan lên cái là bán được 8 tỷ vũ khí, còn ta thì nhân dịp cái này ta cắm được cái giàn khoan, ta khẳng định được chủ quyền. Bây giờ này, nhưng mà ngày xưa để em nói cái vấn đề này anh nói 30 giây rồi, tức là em phải nói chính xác là trước kia đã duyệt, tức là bán hai Đài Loan mua 2.5 tỷ đô la, và vừa rồi tức là Mỹ chỉ tuyên bố, tức là các bước đó, tức là 8 tỷ US vũ khí nữa, tức là nhưng mà những cái này ấy, thì còn phải thông qua tất cả các bên nữa. Đấy, thì cái hợp đồng này vẫn chưa thực hiện được. Thì tất trước kia thì theo, cái chuyện mà 2,5 tỷ đô la thì Trung Quốc đã lồng lộn lên rồi. Đấy, mà không biết là lời 8 tỷ đô la thì sẽ như thế nào. Đấy. Rồi, xin mời chúng ta phải lên nhớ rằng lúc trước chẳng hạn thì giữa Trung Quốc với này Mỹ thì còn có cái còn ngại nhau đúng không ạ? Nhưng bây giờ đang đập nhau chí chóe rồi thì còn ngại cái gì nữa? Cho nên là theo dự đoán thì cái quyết định này chắc chắn được thông qua thôi. Cái gọi là cái hợp đồng của Lầu Long Góc với này Đài Loan thì nó cũng sẽ thông qua thôi. Thì em đang nói đến là rõ ràng là thông qua cái việc này chúng ta thấy là hơi tiếc cho Mỹ là ngày xưa đánh mất một cái đối tác tuyệt vời, khi Bác Hồ gửi 3 bức thư sang cho Tổng thống Mỹ rằng chúng tôi sẽ xây dựng cầu cảng, chúng tôi sẽ xây dựng sân bay xí nghiệp, chúng tôi sẽ làm đường, chúng tôi sẽ cử sinh viên sang Mỹ. Thì ngày đó Mỹ từ chối để đi bắt tay với thằng Việt Nam Cộng Hòa, đâm ra Mỹ mới mang cái lỗi nhục mà lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chứ nếu như ngày đó mà Mỹ mà với lại Việt Nam chúng ta mà với người Cộng sản mà bắt tay thì bây giờ thôi rồi, tất cả khoai đã nhừ rồi, đâu cần phải vất vả như bây giờ nữa. Đúng tất cả mọi người. Đây là cái mà sau cái vụ này thì Lưu Ly cảm thấy là
rõ ràng Mỹ với Việt Nam là phối hợp rất ăn ý và nhịp nhàng, mặc dù chả có cái thỏa thuận nào, nhưng mà từ nhịp, từ ánh mắt đến trái tim là rất hợp nhau trong cái hoạt động. Anh chia sẻ đi ạ. À, Lưu Thị, bây giờ mình trả lời cái bạn Tú Nguyễn, bạn bảo là nếu Trung Quốc mạnh tay kéo dài ở bãi tư chính, Việt Nam chưa chắc. Lưu Thị cứ ngồi đấy mà nó phép, tức là nó phép. Bây giờ tôi trả lời bạn như này, cái vấn đề Trung Quốc có kéo dài được hay không là vấn đề quan trọng. Dư luận quốc tế ủng hộ hình ảnh của Trung Quốc và sự kiên trì khéo léo của Việt Nam. Đấy, thì Trung Quốc có làm được cái chuyện đấy hay không? Cái vấn đề chị Tư Nguyễn hay anh Tư Nguyễn gì nói đấy, thì em trả lời với chị như này. Chúng ta phải lên nhớ Việt Nam bây giờ khác với Việt Nam của năm 79. Việt Nam năm 79 của chúng ta có chính nghĩa, chúng ta đánh Campuchia, chúng ta có chính nghĩa, đánh Pol Pot, Khmer Đỏ, chúng ta có chính nghĩa. Nhưng tại sao lúc bấy giờ chúng ta lại bị cả thế giới lên án? Là bởi vì lúc bấy giờ Việt Nam chúng ta thiếu đi cái được gọi là sức mạnh mềm. Chúng ta chỉ có sức lực thôi, nhưng mà chúng ta không có cái uy. Nhưng đến ngày hôm nay sau bao nhiêu năm vận động ngoại giao, rồi là giữ được cái hình ảnh của đất nước phát triển, rồi sự thịnh vượng của đất nước lên, tiếng nói của chúng ta giờ đây nó đã có được một chút gọi là có trọng lượng trên chính trường quốc tế. Thế dẫn đến ấy, chúng ta phải lên nhớ tại sao Trung Quốc không dám mạnh tay trong cái vấn đề này. Cũng là năm 88, Trung Quốc sẵn sàng xả súng bắn giết 64 chiến sĩ của chúng ta ở đảo Gạc Ma. Mà đến ngày hôm nay Trung Quốc không dám mạnh tay trên bãi tư chính nữa, là bởi vì Trung Quốc sợ cái sức mạnh mềm của chúng ta, chứ không phải sợ cái sức mạnh quân sự. Ở đây Trung Quốc sợ cái sức mạnh mềm là nếu như Trung Quốc có lổ súng hoặc có dùng những cái hành vi nó mang tính chất là vũ lực áp bức chẳng hạn, Trung Quốc sẽ phải đối diện với dư luận quốc tế. Hiện nay ấy, nếu như bình thường thì Trung Quốc cũng chẳng ngại để đưa vào một cái thế đã rồi, nhưng hiện nay trong cái chiến tranh thương mại này, thằng Mỹ nó đã chống Trung Quốc, nó đã chiến tranh với Trung Quốc rồi, còn các nước châu Âu, các nước mà đồng minh của Mỹ, tuy là bây giờ nó chưa ủng hộ Mỹ, nhưng nếu như Trung Quốc làm quá, rất có thể dưới sự tác động của Mỹ, nó sẽ quay mặt với lại Trung Quốc. Và lúc bây giờ Trung Quốc rơi vào thế rất khó. Vậy thì với những người lãnh đạo của Trung Quốc không bao giờ vì một cái bãi tư chính mà bỏ đi cái lợi hàng nghìn tỷ ở các cái hợp đồng thương mại. Đối với lại ví dụ như châu Âu, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như Hàn Quốc. Cho nên Việt Nam ấy, lợi ở chỗ đó. Đánh đúng thời điểm nó nằm ở chỗ đó, gọi cao thủ không bằng tranh thủ. Cái khoản tranh thủ này nó mới quan trọng. Chúng ta khẳng định chủ quyền vào lúc nào. Cho nên nếu như bình thường các bạn thấy nhé, Trung Quốc nó hoàn toàn có thể dùng những cái tàu, chưa cần dùng tàu quân sự, dùng tàu hải giám cỡ lớn thôi. Đúng. Các bạn biết là Trung Quốc nó có những cái tàu hải cảnh, hải giám 14-15 ngàn tấn thôi. Còn chúng ta tàu lớn nhất thì cũng chỉ là 2 ngàn tấn thôi. Làm sao chúng ta có thể chặn được chúng? Nhưng mà lần này chúng ta chặn mà chúng không dám thò vào. Và ở đây đấy, Việt Nam cũng chưa phải là dùng hết sức. Tôi khẳng định với các bạn, Việt Nam chúng ta chưa dùng hết sức. Có, chúng ta còn rất nhiều những cái bài lá bài khác. Hiện nay chúng ta cũng mới chỉ dùng cái lá bài sơ sài nhất, đó là lực lượng chấp pháp. Chứ còn nếu như được quốc tế công nhận, được quốc tế ủng hộ cái vấn đề chủ quyền ở bãi tư chính, thì lúc bấy giờ Trung Quốc xâm phạm vào, Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp vũ lực nếu như cần thiết. Bởi vì khi mà được thế giới công nhận thì đó đã là lãnh thổ của Việt Nam, lãnh hải của Việt Nam, và Việt Nam hoàn toàn có quyền tự vệ, giống như là hai ông tướng không quân Mỹ vừa nói, chúng tôi ủng hộ các cái vấn đề, những hành động tự vệ bảo vệ chủ quyền của các bạn thông tin, các bạn đọc lại, tức là thế giới nó đã mở cửa cho Việt Nam, chúng ta sẵn sàng có thể sử dụng. Nhưng chúng ta không làm điều đó, bởi vì chúng ta còn những lá bài khác, và chúng ta còn có cái sức mạnh, đây được gọi là sức mạnh mềm. Các bạn biết tại sao trên thế giới không nước nào dám tấn công tàu sân bay của Mỹ không? Không phải là vì nó không thể tấn công, mà chỉ vấn đề nó nằm ở chỗ không một nước nào dám coi là muốn thử xem cái phản ứng của Mỹ như thế nào khi mà cái tàu sân bay bị tấn công. Tức là thế giới đang sợ cái uy của Mỹ nên không dám đánh vào tàu sân bay của Mỹ. Thì ở đây Việt Nam chúng ta cũng nó có một cái tương đồng, đó là bây giờ ít ra thì sức mạnh của chúng ta là gì, là cái khả năng ngoại giao, hình ảnh không thể nào trơ trẽn để mà tranh giành được. Ngày xưa chúng ta thiếu cái sức mạnh mềm đó, cho nên mặc dù cái cuộc chiến tranh chống lại Khmer Đỏ đó
chúng ta có chính nghĩa nhưng chúng ta lại không được sự ủng hộ thế giới, bởi vì không có thiện cảm của thế giới. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có cái thiện cảm, cho nên động vào Việt Nam bây giờ không chỉ là động về quân sự. Sức mạnh của Việt Nam không chỉ có là sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, mà chúng ta có cái tiếng nói trên trường quốc tế. Cái điều mà Singapore nó đã làm rất tốt, tức là Singapore nó cũng là một cái nước nhỏ, nhưng mà nó dùng cái chính sách ngoại giao, nó dùng cái khối để bảo vệ nó. Cho nên đây là một cái mà chúng ta hiện nay chúng ta cũng đang có, và chúng ta đang xây dựng. Đây là một cái thành quả, có thể nói là thành quả sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu năm coi là chúng ta đã cố gắng vun đắp. Còn cái vấn đề đặt giàn khoan này, em lại có thêm một cái đánh giá nữa của Đảng Cộng sản. Trước đến giờ người dân Việt Nam rất khó chịu khi Trung Quốc gây hấn với chúng ta. Người dân Việt Nam thường nói, ôi giời ơi, 4 tốt 16 chữ vàng là như thế đấy. Xây dựng tình hữu nghị đồng chí tốt là như thế đó. Đúng không ạ? Tức là cái áp lực của 4 tốt 16 chữ vàng nó ở phía Việt Nam chúng ta. Thế nhưng mà vờn nhau mãi thì cũng có ngày Việt Nam chúng ta đẩy được cái áp lực đó sang bên Trung Quốc. Và lần này cái hành động của Việt Nam chúng ta đã đẩy, vô tình đẩy cái áp lực mà 4 tốt 16 chữ vàng sang bên Trung Quốc. Trung Quốc, người dân Trung Quốc sẽ phải nói rằng tại sao 4 tốt ở đâu, 16 chữ vàng ở đâu trong cái vụ này. Tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe ở cái điểm này. Tức là khi mà chúng ta đặt cái giàn khoan ở đó, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta lên báo giới rồi cũng như tất cả cộng đồng mạng đó ầm lên Việt Nam đặt giàn khoan. Tức là Việt Nam đã tự đặt cho mình là chúng tôi không còn đường lui nữa rồi. Chỉ có một nước là, một là đặt giàn khoan đó, hai là chiến tranh. Đây là một cái bước đi, tức là ở đằng sau là tiềm ẩn cái lời khẳng định chắc lịch như thế. Bởi vì bây giờ nhá, nếu như vì một cái áp lực nào đó mà Việt Nam phải rút cái chân đế gọi là sao vàng đại nguyệt đó nhá, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không còn mặt mũi nào nhìn đồng bào quốc nội, cũng không còn cái mặt mũi nào để có tiếng nói trên trường quốc tế nữa. Cho nên bây giờ vì là tình hữu nghị, vì là tình đồng chí, các anh phải kiềm chế. Bây giờ Trung Quốc mới là phải là nước kiềm chế. Trung Quốc đã từng nói nếu như mất đảo Hoàng Sa, chúng tôi sẽ không lãnh đạo được nhân dân Trung Hoa nữa. Thì lần này Việt Nam cũng tương tự, nếu như phải rút sao vàng đại nguyệt về chẳng hạn, thì đây là một cái thất bại của Đảng Cộng sản Việt. Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tiếng nói để nói được nhân dân nữa. Thế cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố Trung Quốc, tôi không còn đường lui nữa rồi. Anh không lui là chỉ còn nước đánh nhau. Thì chắc chắn vì tình hữu nghị, vì 4 tốt 16 chữ vàng, lúc này Trung Quốc phải là cái nước ngồi phải cân nhắc cái vấn đề đó. Thì đây chính là cái mà cái nước này Việt Nam đã đẩy cái quả bóng áp lực sang bên phía Trung Quốc. Thế tôi không còn cách nào nữa rồi. Tôi cũng rất muốn là 4 tốt 16 chữ vàng, nhưng tôi hết phép. Bây giờ các anh phải là những người mà phải chấp nhận cái điều đó. Vậy Trung Quốc có dám hủy hoại đi cái 4 tốt 16 chữ vàng hay không? Có dám vì cái bãi tư chính này mà phải hy sinh rất nhiều những cái mối quan hệ với Việt Nam hay không? Và các bạn ở đây nhá, các bạn cũng nên nhớ, chúng ta chơi mới nói thiệt 10 lần, đúng không? Chơi 10 ván thiệt 10 thì ít nhất chúng ta phải có một ván thắng. Và cái ở cái ván tư chính này nên là một lần mà chúng ta đẩy được Trung Quốc. Cho nên các bạn thấy Trung Quốc lần này đấy, nó không có những cái nhiều cái phương pháp, không có nhiều quân bài ngoài cái việc đưa tàu Hải Dương 8 ra, sau nó kéo về xong lại đưa ra. Tức là họ hết phương pháp rồi, có không còn cái nào nữa, dùng quân sự không nổi, tàu hải giám cũng chỉ đến thế mà thôi, mà tàu hải giám thì không dám xông vào một cách lỗ mãng. Đây nè, và ở đây đó nó lại còn thêm một cái nữa, cái thắng lợi này tôi có thể khẳng định chắc chắn là HD8 sẽ thất bại, Trung Quốc cũng sẽ thất bại trong cái vụ này. Nhưng có một cái vấn đề nữa mà chúng ta phải để ý đến, đó là cái thắng lợi này đấy, nó được đúc kết từ những cái vấn đề gì. Thứ nhất đó là cái chính sách là mềm dẻo, quan điểm cứng rắn, quan điểm gì cứng rắn nha, nhưng chính sách mềm dẻo. Và có một cái nữa là gì, cái thông tin mà đưa ra đến người dân nó lại có rất có khoa học, làm cho người dân trong nước cảm thấy yên tâm, vững tâm với lại những hành động trên biển, và nó tạo lên cái sự ổn định ngay ở trong nước. Rõ ràng một điều đấy là cái điều này đấy nó có cái tác dụng là gì, là cho Trung Quốc thấy được là cái niềm tin của nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mà chúng ta đã biết, một khi mà đảng và dân mà đã đoàn kết thì không một quốc gia nào dám gọi là coi thường cái sức mạnh đó. Và một cái hệ quả nữa
một cái hệ quả nữa mà chúng ta sẽ rất là vui mừng, tức là cái hành động mà chiến thắng ở bãi Tư Chính như này, những hành động quyết liệt, mềm dẻo quyết liệt và rất là khôn khéo của Việt Nam trên cái thực địa ở bãi Tư Chính, nó có được một, nó tạo ra một cái tiền đề, một cái vị thế rất cao đối với lại cái chuyến thăm mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sắp sang đến Mỹ. Rõ ràng bây giờ Mỹ đang rất cần những cái đối tác mà phải nói là có bản lĩnh như như Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, nó có phần vào cái chuyện chuyển dịch cái trục từ sang châu Á Thái Bình Dương đấy của Mỹ, hợp tác với một người có bản lĩnh như vậy. Đúng. Thì cái vị thế của Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng ta sang đến Nhà Trắng thì nói thật với các bạn đi, nhìn lên mà cười với đô la Trump, China Mao ép nhá, bởi vì Mao là chuột là tí mà ép là tuổi, mà Mao ép là tuổi tí, mang xe tăng ra bạn ra bãi Tư Chính bắn Trung Cộng. Tôi nói với tất cả các bạn này, bọn chống cộng cực đoan hôm nay nó còn kích động những cái người dân ở trong nước ở cái trò này. Nó bảo là tức là Việt Nam đã đưa cái tàu hộ vệ tên lửa, tức là Quang Trung Đại Đế, tức là ra vùng bãi, qua ra cái khu vực bãi Tư Chính. Tôi nói với tất cả các bạn, hiện nay tranh chấp giữa coi như là Việt Nam và Trung Quốc ở cái khu vực bãi Tư Chính chỉ là tranh chấp dân sự thôi, tức là Trung Quốc mang những cái tàu coi như là tàu hải giám và tàu ngư chính và ra khu vực đấy, còn Việt Nam là cảnh sát biển và cái tàu kiểm ngư, chứ chưa có tranh chấp về quân sự. Cho nên cái bọn chống cộng cực đoan của chúng mày nhá, đừng có bao giờ lừa những cái người dân ở trong nước, thấy chưa? Đó. Rồi, xin mời cái vấn đề, cái vấn đề mà em thấy được là rõ ràng là thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự yên bình của đất nước, ổn định chính trị trong tình hình đất nước đó, đó là cái nỗi đau đớn của bọn ba que, cho nên là ngày nào nó chẳng về đất nước nào là Việt Nam là hành động hèn, nhưng mà chúng ta nên nhớ là làm thế nào thì làm, dĩ bất biến ứng vạn biến, cái quan trọng nhất nó là chúng ta phải giữ được chủ quyền lãnh thổ, giữ được đất nước, đúng rồi, đất nước yên bình phát triển, và quan hệ giữa về kinh tế Việt Nam và Trung Quốc cũng không có gì thay đổi, đó là cái thắng lợi của Việt Nam. Chứ bây giờ mà còn bắn nhau với lại bắn nhau với nó mà cuối cùng thì chúng ta làm sao, chúng ta mất bố nó đảo Hoàng Sa, thế thì cái quan trọng là cái kết mất quả Trường Sa, đúng, kết quả cuối cùng, cái kết quả cuối cùng là chúng ta hợp tác, và ở đây chúng ta thấy được là cái liên minh hợp tác này chúng ta có thể nói là cực kỳ rộng luôn, chúng ta móc lối toàn bộ lợi ích của các những cái nước mà có cái tiếng nói chính trị trên thế giới gộp vào một cái vụ này và đứng về phía bên ta. Cho nên trước đây em đã có những cái bài phân tích nó coi ván cờ Biển Đông, người Việt Nam đã trở thành một cái đất nước, chúng ta trở thành người chơi cờ, và chúng ta là người chơi cờ chính trong cái vấn đề này, từ Mỹ này, Ấn Độ này, Nhật Bản hay Nga, chúng ta đều lợi dụng họ như những quân cờ. Ở đây là có cái sự chia sẻ và lợi ích hợp tác dựa trên gọi là mọi mặt, và hai bên đều có lợi. Anh nói với gì, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, hoặc Nhật, Nam, Triều Tiên, tất cả các thứ người ta ủng hộ Việt Nam không phải là quyền lợi của Việt Nam mà cũng quyền lợi của người ta nữa. Đúng. Lối hết họ vào, nhưng tạo đúng lên cái sức mạnh để bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta. Cái đấy là cái khôn khéo, không dễ dàng xỏ mũi được những cái cường quốc Nam Châu như vậy. Thế nhưng Việt Nam thì gom hết vào đây, cho nên là chúng ta có thể nói đây là một cái kiểu mà chúng ta gom toàn bộ vào để chúng ta chơi. Gom từ ông Nhật Bản này, ông Nga này, ông Ấn Độ này. Ông Ấn Độ cũng có quyền lợi trong này, cho nên ông Ấn Độ ông ấy quyết định là hợp tác Việt Nam, đóng cho Việt Nam 12 chiếc tàu cao tốc, tuần tra cao tốc. Đúng rồi. Và ở đây nhá, chúng ta nên nhớ Việt Nam chưa bao giờ mà mua theo kiểu mua trọn bộ, đủ combo nhá. Chúng ta chỉ đóng 5 cái ở bên Ấn Độ và 7 cái phải mang về Việt Nam đóng. Chuyển giao công nghệ. Tức là vừa chuyển giao công nghệ, thứ hai là phải giữ được công ăn việc làm tại Việt Nam, và cái số tiền đấy là do bên Ấn Độ họ cho vay. Đấy là cái rất khéo trong ngoại giao của Việt Nam, nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta thấy được là rõ ràng là cái chiến thắng rồi, những cái mà những cái bước đi vững chãi. Trương Dương, mình phải nói là không phải là nói tranh chấp, là không phải, mà phải nói là cũng chưa nói là xâm lược được. Trung Quốc quấy nhiễu. Đấy, phải dùng từ chúng đấy ta, là chính xác. Chúng ta phải lên suy nghĩ lại một điều như này này. Ở trên biển nó khác với trên đất liền. Trên đất liền cái việc Trung Quốc mà vào như vậy thì được gọi là xâm chiếm.
Nhưng trên biển nó có cái quyền tự do hàng hải. Cho nên chưa khi nào mà Trung Quốc nó chưa hành động thì chúng ta chưa thể coi đó là xâm chiếm được. Đúng rồi. Bởi vì nó là tự do hàng hải, người ta cũng thì mới được gọi là xâm chiếm hoặc là ấy. Cho nên là ở đây các bạn cũng phải hiểu rõ là trên từng cái vị trí, từng thời điểm, từng hành động để mà suy xét cái sự việc cho đúng bản chất. Ngay kể cả trên Biển Đông đấy, Mỹ hoàn toàn cũng có thể, tàu của Mỹ cũng có thể đi đi lại lại. Chỉ trừ khi vào 12 hải lý ở lội thủy chẳng hạn, thì nó mới phải báo cáo hoặc phải xin phép loại kia, phải có tàu dẫn. Chứ còn nếu như nó chạy ở cái đường biển, nhất là thứ nhất là đường hàng hải quốc tế này, thứ hai là trong vùng đặc quyền kinh tế ta này, nó vẫn được quyền chạy đi chạy lại. Vẫn có quyền chạy, đúng rồi. Chẳng, vấn đề là nó phải treo cờ thôi. Cho nên là các bạn đừng đừng có nhầm lẫn những cái điều như vậy. Khi mà nó chưa đâm chúng ta thì nó vẫn đang thực hiện cái quyền tự do hàng hải của nó. Cho nên là ở trên biển ấy, nó có những cái điểm nhạy cảm, nó có những cái thời điểm mà chúng ta rất khó xác định là lúc nào. Cho nên là chỉ có cách là làm sao là chúng ta luôn luôn cảnh giác cao thôi, theo dõi thôi, chứ không thể nào mà lổ súng hay làm bất cứ cái hành động nào mà quy tội nó vào đấy được gọi là xâm chiếm hay là xâm phạm lãnh hải được. Cho nên nhiều khi là các cái vấn đề đó thì hãy để cho đảng và nhà nước, những người có chuyên môn họ đánh giá đúng mức, đúng không ạ? Và người dân chúng ta thì thứ nhất là luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, của chính phủ. Đấy mới là điều quan trọng. Cái đấy nó tạo lên cái sức mạnh, cái sức mạnh mềm của dân tộc. Cái này là chưa phải cái tàu HD8 người ta chưa thăm dò. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Nhá. Không phải vào đây người ta thấy là tàu địa chất, mà tàu địa chất người ta đã thăm dò là ông phải, nó không như tàu địa chấn, ông phải đứng nguyên một chỗ và ông phải khoan một chút, ông lấy thế nọ thế kia, hiểu không? Đấy, cho tôi nói với bạn Minh Vượng. Có nhiều khi mà các bạn cứ bảo là tại sao Việt Nam ta không chặn nó từ trước, chặn làm sao được, người ta đang thực hiện cái quyền tự do hàng hải, chặn kiểu gì? Chỉ trừ khi nào nó có những hành động xâm phạm vào những cái việc của chúng ta, những cái việc thực hiện chủ quyền của chúng ta thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được. Chứ còn bây giờ kể cả nó kéo giàn khoan đi dọc Biển Đông, chúng ta cũng chỉ có biết theo dõi nó thôi. Khi nào nó dừng lại. Tôi đã nói bây giờ, tôi nói với bạn Trương Nhâm, bạn cố tình bạn không hiểu. Tức là đây là quấy nhiễu, chứ không phải là tranh chấp. Mà ở đây nhá, khu vực bãi chính tôi nói một lần nữa cho bạn hiểu. Tức là Trung Quốc đang muốn, tức là cái chủ quyền của khu vực bãi chính đấy, đó là cái quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc muốn biến cái vùng biển đó thành vùng biển tranh chấp. Nhá, đã tranh chấp thì anh khai thác tài nguyên hoặc như thế nào đó thì phải chia bôi hoặc như đợi nào đó, nhưng đây hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, cho nên không có từ tranh chấp ở đây, mà Trung Quốc đang muốn cái từ tranh chấp. Tôi nói bạn thế rồi, xin mời chú đi. Vâng, thì các bạn cũng phải lên nhớ một điều rằng ở trên biển nó khác với trên đất liền. Ủa trời chết rồi, anh nghe rõ không ạ? Nghe rõ mà, không nghe rõ. Có nghĩa là ở đây chúng ta phải lên nhớ một điều. Vẫn nghe rõ. Em xuống bởi vì nó vọng. Em xuống em lên lại nó rồi, bị vọng. Okay. Ừ. Rồi ok lên lại. Hôm nay tôi có một cái đọc một cái bài báo về cái quả báo công an nhân dân rất là hay. Một lát nữa lưu ly ấy xong thì tôi sẽ đọc cho tất cả các bạn nghe cái bài báo của báo công an nhân dân. Tức là cái dân nói về coi như những âm mưu thủ đoạn của cái bọn chống cộng cực đoan. Nó kích động những người dân Việt Nam chưa hiểu biết để đứng lên coi như là biểu tình. Rồi xin mời Trần Trần Tiên. Ok, bạn Nam mời, xin lên tới mời mà. Đang mời Dân Tiên, Trần Dân Tiên.
Trần Diên Tiên nhé, đang thêm mà không mãi không được. Rồi, mời lại Dung đi. Rồi, được không Dung đi? Và được rồi, vừa nãy là cái điện thoại iPhone của em nó bị yếu pin, cái dạo này nó cứ yếu pin cái mình nó hiện lên là còn bao nhiêu phần trăm pin, cái mình tắt cái đấy đi cái là nó lại bị vọng. Thế cho nên là mọi người, xin lỗi mọi người nhá. Rồi, ok. Anh Long Việt muốn lên hay sao mà bảo lên đam em vậy hả anh Long Việt? Thì đây là cái định quan điểm, tất nhiên là tất cả những cái bình luận này chúng ta cứ Đúng bình rồi, luận theo ở quan điểm đây của tôi chúng nói ta. với tất cả bạn nhé, cái này là chúng tôi không phải là người của ban tuyên giáo mà chúng tôi chỉ là người dân, chúng tôi phân tích và bình luận trên cái cơ sở, tức là khi chúng tôi đọc được và những dữ liệu chúng tôi phân tích. Thấy chưa? Đấy, cho nên là đây là Tự cái, quan điểm vâng, riêng đấy nó là cũng quan điểm, khác đó. vâng. Đúng không? Mọi người ở đây có tầm 180 người hoặc là 190 người nghe chẳng hạn. Họ nghe xong họ đâu phải là tin hoàn toàn đâu, họ nghe xong họ phải dựa vào đấy xong họ lại tiếp tục phân tích dựa trên quan Vâng, điểm đúng của rồi. họ suy nghĩ thôi. Nên cái đấy là chúng ta cứ lên tự do không cần phải có cái gì cả, kể cả anh Long Việt lên có cái gì mà em nói chưa chính xác chẳng hạn thì cứ Đúng rồi. chia sẻ Thì anh bình cứ nói thường. thôi. Vâng. Và ở đây thì em vừa mới đang nói thì nó bị rớt mạng một chút, thì bây giờ em xin chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa. Thì vào ngày hôm qua khi mà ở bên chúng ta biết ở bên Cộng hòa Liên bang Đức đó, thấy bà con kiều bào của chúng ta là họ đã lên tiếng phản đối cái sự cái sự gọi là gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Và chúng ta nhìn thấy được là dập một trời toàn cờ đỏ sao vàng. Đó mới là bà con của người dân Việt Nam. Và các bạn nhìn thấy là cái cuộc biểu tình này được tổ chức rất là quy mô và cũng rất Trật tự là trang nghiêm, và trật trang tự nghiêm. trang nghiêm, chứ nó không, nó hoàn toàn khác với lại cái sự nhốn nháo vô tổ chức của bọn Ba Que. Và ở đây là chúng ta thấy được đó mới là những tiếng nói của người dân Việt Nam, đó mới là những cái mà chúng ta được gọi là những cái khúc ruột ngàn dặm xa xôi. Chứ còn những kẻ chống đối đấy thì đâu đâu bao giờ chúng nó muốn được Việt Nam mình phát triển. Nhìn thấy Việt Nam phát triển là chúng Em nói nó cho anh một sôi phút đi, sôi máu lên cho 1 phút. rồi. Và các bạn thấy là kể cả ngay cái việc là chúng nó có đi chống lại, nó đi chống lại cái nhà nước chống lại Trung Quốc chẳng hạn, thì chúng nó cũng bảo là phải chống Việt Cộng trước rồi mới chống Trung Quốc sau. Cho nên mục tiêu của chúng nó vẫn mãi mãi đó là gì, là hạ bệ cộng sản trước cái đã. Nó hoàn toàn khác, ngược với lại những cái người mà dân yêu nước của Việt Nam chúng ta khi mà tham dự cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân à, cộng, cộng 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 hòa Liên bang Đức đó. Tôi có thể nói là khi xem những cái hình ảnh đó tôi rất là tự hào người dân Việt Nam chúng ta, dù có bất cứ nơi đâu, dù có công việc có thể như thế nào, dù bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống, thế nhưng mỗi một lần quê hương đất nước mà có cái điều gì đó thì bà con vẫn luôn hướng trở về. Cái đấy mới là cái mà chúng ta phải lấy là rất là mừng. Thực ra thì biểu tình thì không có cái biểu tình gì gọi là chính thức cả, anh Lê Xuân Hưng hiểu không, mà chỉ đơn giản nó là xuất phát từ cái tình yêu chân chính đối với lại quê hương đất nước thì tự nhiên nó sẽ đẹp. Cái những cái điều gì mà chân chính đối với lại đất nước tự nhiên nó sẽ đẹp, còn đối với những cái mà chống phá đất nước chúng ta nhìn thấy nó như động cơ mang cái tính chất cá nhân. Vâng, chị Cao Hoàng Lan phải nói là chúng ta đang trên cái đà phát triển chứ em chưa bao giờ Đúng nói là... rồi. Việt Nam đang phát triển. Vâng, chứ Việt Nam chưa phải là phát triển nhưng mà chúng ta cũng phải tự hào. Em vừa mới chia sẻ với người bạn của em ấy, nhớ cái thời mà em vẫn còn đi học với anh Minh Bằng. Thật với anh quần áo thì thiếu thốn, sách vở toàn phải đi xin lại hoặc là đi mua lại cái đồ kiểu sách vở cũ này. Rồi thậm chí nhà có hai anh em cách nhau 2 tuổi, thằng đi học sáng thằng học chiều, chỉ có một cái cặp thôi. Sáng anh đi học về thì thằng em lấy cái cặp đấy đi học, chiều xong là sáng mai lại tiếp tục như vậy đấy, hai anh em đổi nhau cái cặp. Thế nhưng mà đến bây giờ rõ ràng chúng ta nhìn thấy con cháu chúng ta đấy, cái điều kiện ăn học nó đã khác hoàn toàn, đó là sự phát triển như gì nữa.
Và thực tế thì cuộc sống nó cũng chỉ cần đến vậy thôi, chứ còn Rồi, đất rồi, nước nào, đảng phái nào lãnh đạo thì nó cũng chỉ lên được đến thế thôi, chứ còn lên được đến bao nhiêu nữa. rồi. Ok, anh có thể mời người khác lên chia sẻ. Rồi, anh xin chào tôi đi, rất cảm ơn tôi đi. Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ này, tôi đã nói với tất cả các bạn, vừa rồi tôi có, hôm nay tôi đã đọc một cái bài báo, quả báo Công an Nhân dân. Thì là tôi thấy được cái bài báo này rất hay, nói là về những cái âm mưu và cái thủ đoạn của bọn chống cộng cực đoan nhân cái việc coi như là cái sự việc xảy ra ở khu vực bãi Thư Chính này. Thì tôi xin phép tất cả các bạn, thì thực tế tôi đọc đi đọc lại 2 lần rồi, nhưng mà những cái ý của bài báo ấy thì nói chung mình phải đọc được nó mới hết được cái ý, chứ còn mình nói thì cái ý của nó không thể hết được. Thì tôi xin phép tất cả các bạn, thì xin phép tất cả các bạn muốn xin lên đấy thì để cho tôi đọc xong báo, là do đó các bạn lên các bạn phân tích về cái tình hình này. Vâng, tôi xin phép các bạn nhé, nó hơi dài một chút thì xin các bạn chú ý lắng nghe một chút. Tức là trong những sự kiện nóng được chúng khuấy lên trong thời gian qua là việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chấn 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông gần bãi Tư Chính từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày và tới nay, mượn gió bẻ măng các thế lực thù địch phản động phát tán nhiều tài liệu gồm những bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại, chính sách 3-0 và khả năng chiến đấu của quân đội, gây tâm lý bất an, hoài nghi và kích động sự chống phá của một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin tình hình, do ngộ nhận. Vậy bản chất của sự việc là gì? Xin trình bày trên một số điểm cơ bản sau đây. Một là chủ trương đường lối chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại. Trong xu thế hiện nay, thế giới là một mái nhà chung, các quốc gia đều có xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh, kể cả trong quan hệ song phương và đa phương. Những điểm bất đồng giữa các quốc gia dân tộc đều được giải quyết trên nền tảng hòa bình, đối thoại cùng nhau tìm giải pháp chung và trên nền tảng nguyên tắc nhất định của luật pháp quốc tế. Sĩ bất biến, ứng vạn biến, trong bối cảnh Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn giữ vững chủ trương giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản về lâu dài đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, tiến tới xây dựng Biển Đông thành một vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, đảm bảo sự linh hoạt mềm dẻo, giữ vững nguyên tắc không thể bác bỏ chủ quyền quốc gia. Chúng ta kiên trì đấu tranh trên các mặt trận mọi cấp độ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các quốc gia trên thế giới, thẳng thắn đấu tranh, kiên quyết trao công hàm, tiếp xúc đại diện, lên tiếng phản đối Trung Quốc, yêu cầu tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời duy trì lực lượng chuyên trách sử dụng biện pháp đấu tranh hòa bình, không để xảy ra xung đột vũ trang. Bên cạnh đó, thường xuyên thông tin kịp thời tình hình diễn biến đến nhân dân, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự và làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho nhân dân. Ngược dòng lịch sử khi dựng nước và giữ nước cho đến ngày nay, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Những cuộc chiến tranh đó đều đem đến những mất mát, những đau thương to lớn không thể bù đắp. Nhân dân ta cần hòa bình để ổn định, xây dựng và phát triển đất nước, nên cần có chủ trương đường lối đúng đắn. Mọi sai lầm trong đường lối đều phải trả giá đắt, đều mang lại đau khổ cho nhân dân, nhất là khi đẩy đất nước vào chiến tranh. Dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh, chỉ khi tình thế bắt buộc mới phải đứng lên cầm súng đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ chính nghĩa phẩm giá của dân tộc, không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực thù địch nào dù chúng mạnh như đâu. Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhờ đường lối đúng đắn chúng ta vẫn bảo đảm và bảo vệ được lợi ích quốc gia dân tộc. Điều này cho thấy chủ trương đường lối chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại. Chính sách 3-0 của Việt Nam vẫn hoàn toàn đúng đắn. Trước sự kiện vi phạm của tàu Trung Quốc, các thế lực thù địch đã công kích đòi Việt Nam phải thay đổi chính sách 3-0, tiến đến hợp tác toàn diện và đồng minh của Mỹ, Nhật để chống lại hành động xâm phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc. Thực tiễn cho thấy mọi hành động của các quốc gia xét cho cùng đều bắt nguồn từ lợi ích cao nhất, tối thượng phải lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt với các quốc gia tư bản chủ nghĩa. Nếu không có lợi ích, Việt Nam là đối tác toàn diện, là đồng minh của họ, đang bị các quốc gia khác đe dọa chủ quyền, họ cũng chẳng lên tiếng, huống hồ là giúp đỡ. Lịch sử cho thấy nhiều quốc gia bị các nước lớn đi lên mặc cả với nhau trên lưng các quốc gia khác, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của các nước nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia họ, trong đó của Việt Nam hoàn toàn chính xác. Do đó, với chính sách 3-0, không tham gia lực lượng liên minh quân sự của bên này chống lại bên kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện
quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, tự lực của Đảng, Nhà nước ta về quốc phòng nói chung, công tác đối ngoại quốc phòng nói riêng, mang bản chất chế độ sau chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng, hướng đến sự hòa bình, thịnh vượng cho đất nước, khu vực và thế giới. Chính sách quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của Việt Nam chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không quên sự hợp tác giúp đỡ, chí nghĩa, chí tình của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song từ xưa đến nay, ông ta nhất nhất quán tinh thần độc lập, tự chủ, lấy sức ta mà giải phóng cho ta, không dựa dẫm, ỉ lại, trông chờ duy nhất vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để bị lệ thuộc, bị chi phối. Đảng ta nhất quán quan điểm, biện chứng trong đối tác, có hợp tác và có đấu tranh, giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam luôn chủ động hội nhập và phát triển, tiến hành hội nhập sâu rộng trên các lĩnh vực như hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập về văn hóa xã hội, môi trường xã hội và hội nhập về chính trị, quốc phòng an ninh. Việt Nam ta đã tham gia cơ chế đa phương về quốc phòng an ninh, tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, diễn tập về an ninh phi truyền thống, chủ động đề xuất định cơ chế hợp tác hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng, diễn đàn an ninh khu vực, tham gia tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, tham gia diễn đàn tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN và thường xuyên cử các sĩ quan tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng với hơn 80 nước, bao gồm tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đã ký 50 hiệp định bản ghi nhớ hợp tác tương trợ tư pháp hình sự chống tội phạm trong phòng chống ma túy với các nước, quan hệ quốc phòng an ninh đa phương. Có với phát triển quá trình hội nhập đó, Việt Nam vẫn giữ được chủ trương đường lối và đảm bảo thực hiện tốt chính sách 3-0, giữ đúng định hướng. Đến nay chính sách 3-0 vẫn hoàn toàn đúng đắn. Rồi tôi đọc đến đây thôi, thì có bạn nào xin lên tôi sẽ mời, trong đây có hai bạn xin lên. Xin mời Long Việt. Rồi, mình đang biệt mời Long Việt. Rồi Quách Anh Dũng, sau đó sẽ mời Quách Anh Dũng. Rồi xin mời Long Việt. Em chào anh Bằng. Em chào bạn Lưu Ly với lại anh chị em trên diễn đàn. Em hoàn toàn đồng ý với anh Bằng, với Lưu Ly về các vấn đề mà chống cái luận điệu xuyên tạc vừa rồi. Và bài báo anh Bằng vừa đọc rất là hay. Nó đúng theo cái đường lối, cái chủ trương của nhà nước. Nhưng mà thường thường thì mình dùng cái thuật ngữ mà nó ít có mang cái tính chính trị á, thì người dân người ta sẽ, đúng rồi, dễ hiểu hơn. Dạ. Trên bài báo á, thì những cái người mà có nghiên cứu về chính trị nhiều á, thì sẽ hiểu. Em hoàn toàn đồng ý với cái vấn đề mà về các cái chủ trương, về các cái chính sách mà Việt Nam đã chuẩn bị cho cái sự kiện lần này. Nhưng rồi, mà tôi nói với Quách Anh Dũng nhá, vào đây, ở đây là phải lịch sự, bây giờ chứ không được mất lịch sự là tôi rốc luôn đấy. Ở đây mình là người Việt Nam, mình tranh luận trên cơ sở có lý luận tất cả các thứ, bây giờ chứ không phải vào đây coi như là chửi bậy chửi bạ đâu. Diễn đàn tôi không như diễn đàn các người khác nhá. Rồi xin mời Long Việt. Rồi bắt đầu tới cái khúc mà em muốn đam em Lưu Ly nè. Rồi, okay. Giận rồi mở like chửi nha. Nó chứ không phải, không phải đam, nhưng mà điều có một cái là anh chị em mình nên tránh cái điều. Thắng Lê, cái quan điểm của tôi là không phải Trung Quốc đang xâm lược bãi Trường Chính, mà Trung Quốc đang gây hấn ở bãi Trường Chính nha. Xâm lược phải mang súng ống vũ khí tất cả các thứ ra để mà đánh nhau, để chiếm lại cái, để mà xâm chiếm cái bãi Trường Chính. Nhưng ở đây toàn bộ là cái tàu dân sự, cái tàu coi như của mình thì tàu cảnh sát biển, tàu coi như là kiểm ngư, còn bên kia là tàu ngư chính và cái tàu hải giám nhá. Đấy là tàu dân sự, cho nên đừng có đánh cháo khái niệm. Rồi xin mời Long Việt. Em có một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như thế này. Hồi những năm trước khi em nói thì em có kể một cái câu chuyện nhỏ, khoảng ít thôi, mấy bạn nghe để hiểu và thông cảm giùm. Trước đây khoảng năm 2007-2008, khi đó cái anh em của tụi tôi thì cái trình độ tiếng Anh nó còn hạn chế,
mà mình muốn trau dồi, mình học hỏi tiếng Anh thì cách tốt nhất á là không phải là vô trường, mà tiếng Anh thực tế là đi chữ lộn. Nên khi chữ lộn á, anh em học hỏi được rất là nhiều. Mà anh em ở trên cộng mạng, đồng mạng hiện tại bây giờ đang chửi bằng tiếng Việt, không biết bây giờ học đã no chưa mà thấy chửi hoài à. Hồi xưa tôi đi, khi mà những cái lần mà tranh luận khi đó là Việt Nam với lại Malaysia là hợp tác với nhau về cái phân chia cái dùng đặc quyền kinh tế, thì Trung Quốc rất là cay cú và khi đó họ gây rất là nhiều áp lực, và có những cái áp lực trực diện đó họ công bố lên đường lưỡi bò năm 2000, những cái năm đó. Cho nên tụi tôi bức xúc lắm. Và khi đó nhảy lên trên cái diễn đàn Pakistan Defense. Hồi xưa ở bên đó thì nó, ở cái diễn đàn đó, diễn đàn quân sự của Pakistan thì nó chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là những người Việt mình với lại những anh em người Việt mình với lại các bạn Ấn Độ. Và một nhóm là người Pakistan là đồng minh của Trung Quốc và Trung Quốc. Hai nhóm đấu với nhau là kịch liệt ở trên đó, và tụi tôi chửi nhau học hỏi được rất nhiều. Nhưng mà phát hiện ra một cái điều là ở Trung Quốc người ta đang tuyên truyền rất là mạnh cái vấn đề về đường lưỡi bò ở trong sách vở trước đó. Mà khi đó thì mình mới phát hiện ra đó là cái ưu điểm của họ, khi mà họ thực hiện cái điều đó thì ăn sâu vào máu của dân tộc Hán đó. Là anh, cái mộng Mexico, anh cầm. Mộng bá Mexico. Quyền, mộng mộng bành trướng ở trên cái khu vực Biển Đông từ có từ rất là xa xưa. Nhưng mà nó cũng gây một cái tác dụng ngược, đó là cái tính dân tộc cực đoan của người Trung Quốc đẩy lên rất là cao. Cho nên khi đó nếu như mà nó có hai mặt, nếu như mà mình chính phủ mà thực hiện được cái thế mạnh của họ thì đó là cái điều mà người dân mong muốn. Nhưng mà khi không thực hiện được, đó là giống như là cái cây gậy mà nó giơ sẵn ở phía sau lưng. Nên khi đó tụi tôi ở trên đó cũng gặp rất là nhiều các cái anh em người Việt của mình, mà không phải là bây giờ cái thời trẻ trâu nó mới nổi lên cái từ trẻ trâu đâu. Những năm 2000 là đã phát sinh ra cái từ trẻ trâu nhảy vô trong cái diễn đàn đó, tranh luận và đưa ra những cái lý luận làm cho người Trung Quốc người ta lợi dụng cái điều đó để người ta đập ngược lại các cái anh em mà có hiểu biết về luật biển. Cho nên rất là khó khăn khi mà vừa phải đấu với Trung Quốc, vừa phải canh coi coi là độ hở của anh em ở trong nước mình nó như thế nào để xây chuyển, để gỡ lại nữa. Xây lại cái vấn đề hiện tại bây giờ ở trên cái vùng biển ở phía Nam Công Sơn. Mình xin nhắc lại với anh Bằng, với lại bạn Lưu Ly, đây là câu đam nè. Nó là vùng biển Nam Công Sơn, không phải là 749. Đây là, nên nhớ điều đó. Đó là khu không, vực không. 749. Không khu vực luôn, đừng mang 749 vô. Khu vực 749 người Trung Quốc gọi là Bãi Vạn An. Và nó đang rất là muốn kéo cái Bãi Vạn An vào trong cái tranh chấp. Và nếu như mà các anh em mình có hiểu biết thì sẽ cố gắng mở một lần tra khảo ở trên cái trang web của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nó có cái phân lô rất là rõ ràng. Khu vực mà Trung Quốc vô quấy phá lần này và mình đem cái giàn khoan thăm dò ra là ở khu vực lô 06.1. Khu vực lô 06.1 nó cách 749 khoảng hơn 2 giờ tàu quân sự chạy. Cách hơn 30 hải lý, khoảng 40 hải lý. Mà ở trên nó có khoảng một khoảng cách nhất định, giống như là từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, đến thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Nó không nằm ở trong khu vực 749 mà nó nằm ở vùng trũng Nam Công Sơn. Và khi đó mình vừa đấu tranh ở đó, nhưng mà mình cũng đã cài cắm được cái đế, chân đế giàn khoan khai thác, chân đế giàn khoan khai thác ở tại cái vị trí là 5.1B và 5.1C nằm ở trên cái thềm đó. 5.1B và 5.1C thì khi đó mình sẽ khai thác bằng mỏ khoan ở đó, và nhà dạng và cái nơi mà mình đặt cắm giàn khoan là ở 5.1C.
Cho nên các bạn nên nhớ là cố gắng tránh từ 749. Bây giờ ở trong nước cũng nhắc tới 749 và các cái nước ngoài cũng nhắc tới 749, mình rất là lo. Đó đang là cái vấn đề đó, nó là cái bãi vàng an của mà Trung Quốc gọi đó, nên mình nên tránh cái điều đó. Cho nên cái vấn đề này hôm trước á, mình có nói một vấn đề mà có một bác là mình rất là quý trọng, mình nói một cái câu có thể là bác Đại Nguyệt, Đại Việt. Có thể là bác không có hiểu mình nói hầu bác nói rất là hay, nói đúng vào trọng tâm vấn đề nhưng mà chưa đủ. Bác tưởng đâu là mình nói sóc bác cho nên có vẻ như bác rất là giận cho nên mình nín luôn, mình không giải thích luôn. Mình rất quý bác nhưng mà điều không, mình ngại là nhiều khi nói nó nhiều quá thì nó sẽ bị vướng vào cái khác. Còn ở đây thêm một sự kiện nữa là các cái báo nước ngoài căn cứ theo cái lịch trình về giám sát tàu biển á, thì họ công bố là tàu Quang Trung và tàu Trường Sa 911 của Việt Nam á, là đang ở trong cái khu vực có tranh chấp. Thực tế thì không phải là khu vực có tranh chấp. Anh Bằng biết á, là biển cả mênh mông, anh Bằng là người đi biển thì anh Bằng biết rồi. Đúng rồi. Và khi đó tàu quân sự của Việt Nam thì rất là nhiều, ngoài các cái tàu mà hiện đại như là cái lớp tàu Rebat của mình mua của Nga, thì mình có những cái lớp Molina mình tự đóng ở trên đó 10 chiếc, và những cái chiếc đó là những chiếc tàu tấn công. Còn tàu hiện đại như là tàu Rebat, những cái tàu đó thuộc về cái lớp tàu là giám sát chỉ huy nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà thám sát bằng radar hoặc là dẫn đường hoặc là các cái vấn đề khác, vấn đề tàu chỉ huy thì nó mới dùng tới radar. Mà cái vùng biển của mình thì nó rộng và các cái tàu của mình thì rất là nhiều, tính ở cái khu vực của vùng hai hải quân thì mình khoảng chừng vài chục chiếc. Cho nên mỗi một tàu nó có một cái nhiệm vụ khác nhau, là phải tuần tra về mặt quân sự, cảnh sát thì tuần tra về mặt an ninh, còn bên quân sự thì phải tuần tra về mặt quân sự. Cho nên họ có lịch trình, họ đi ra đi vào, họ phải quan sát những cái vấn đề về chủ quyền quốc gia ở ngoài đó là bình thường, chứ không phải sắp tàu ra là gia chạm quân sự. Và khi đó thí dụ như mình đang gia chạm ở cái bãi ở ngay chỗ cái lô 06.1 thì mình phải có những cái lực lượng quân sự để bảo vệ nhà giàn DK, thí dụ như DK5. Khi đó nếu Trung Quốc mà nó muốn mình phân tán lực lượng ở tại cái bãi 06.1 thì nó đem vài tàu lên nó uy hiếp những cái nhà giàn hoặc là uy hiếp Trường Sa, thì tàu quân sự mình phải có mặt ở đó và nói rõ với anh em luôn là Trung Quốc cũng muốn thực hiện điều đó. Và khi lai giảng đến cái khu vực mà nó muốn tách biệt nó muốn quấy phá để cho mình, nó kéo giãn cái đội hình mình ra, thì nó gặp ngay những cái ông mà ông cọp nằm sẵn ở đó, cho nên nó quay đầu ngược lại. Nó không phải là dễ ăn đối với Việt Nam, và mình cũng phải hiểu cái điều đó. Mình đã ngay từ những cái lai đầu tiên của anh Bằng, không biết anh Bằng có nhớ không, mình nói lần này là Việt Nam chủ động. Đúng. Không biết anh Bằng nói câu đó nó ngắn nhưng mà nó đầy đủ đó anh Bằng. Đúng. Nên cái thời điểm mình đã nói là những cái thời điểm, tại sao những thời điểm này mình phải làm những cái động tác như thế này vào Trung Quốc. Đấy, nó mới gây hấn. Đúng. Cho nên một số nhà báo, nhà luật sư ở nước ngoài họ không có hiểu cái vấn đề trong nước, nhưng mà bình luận phải nói là hiện tại bây giờ cái ánh nhìn của họ về Việt Nam rất là thiện cảm. Cho nên mình rất là vui. Nhưng mà cái thuyết âm mưu họ đưa ra nhiều quá, mình thấy mình cũng hơi mắc cười, nhưng mà mình không biết là bình luận như thế nào vào trong đó. Chỉ khuyên là các anh các chị ở bên ngoài hải ngoại ấy, với cái lòng yêu nước như vậy thì phát huy thêm nữa, nhưng mà cũng nên tìm hiểu thêm nữa, và đừng có mang luôn cái 749 của Việt Nam vô trong cái dòng xoáy lần này. 749 của Việt Nam là ở nơi đó cái trữ lượng mà mình
nói chung là cái nhà vàng hay là cái nơi khai thác dầu khí, nó là cái chủ quyền đã được khẳng định, và nơi đó là có, nó được đặt vào cái mục tiêu quân sự được bảo vệ. Khi mà mình đặt được xuống đó thì cái chủ quyền quốc gia mình đã ở đó, và không có nước nào dám tấn công quân sự hết. Ngay thời điểm này không có nước nào dám tấn công quân sự về đối với Việt Nam, mình tin chắc là như vậy. Tại vì đừng hăm he Trường Sa hay là cái này cái kia đánh chiếm vài đảo. Hiện tại Trường Sa lợi ích đó, nó là xen kẽ giữa các quốc gia, bốn nước và năm bên, nếu tính Brunei là năm nước sáu bên. Sở dĩ mình nói như vậy là tại vì Brunei không có hòn đảo nào ở ngoài Trường Sa hết, nhưng mà có cái vấn đề tranh chấp về đặc quyền kinh tế chồng lấn, cho nên mình chỉ nói như vậy thôi. Rồi. Còn ở ngoài đó là đóng quân, đó là đóng quân xen kẽ. Ở đó là đóng quân xen kẽ, nổ một phát súng đó, là gần như là đánh cả ASEAN rồi đó. Trung Quốc dám làm không? Nó không phải là cái câu chuyện đơn thuần như là những cái anh nhà báo Đỗ Dũng hay là những cái người luật sư mà bình luận. Cái đó là cái mà mình muốn nói lần này. Và hiện tại bây giờ cái lực của Việt Nam với lại cái truyền thống của người Việt Nam là nhận sự tài trợ từ tất cả các quốc gia, kể cả những cái người dân tiến bộ nơi quốc gia đối địch ủng hộ mình, tự mình cầm súng đứng trên đôi chân mình để đánh cái lực lượng nào mà dám xâm phạm tới bờ cõi Việt Nam. Cho nên không phải là phải dựa vào Mỹ, phải do Mỹ như thế này như thế kia để thì mình mới dám có tiếng nói. Đúng là tiếng nói của người Mỹ rất là có trọng lượng, nhưng mà mình cần số họ càng mạnh càng tốt, chứ không phải là cần sự ủng hộ về mặt quân sự. Việt Nam đủ lực để đảm đương bảo vệ quốc gia. Nên nói với anh em, nói với bà con là ở hải ngoại là yên tâm lần này. Mình chỉ xin chia sẻ với anh bằng vài câu như vậy. Chúc các anh chị rồi, đầu tuần vui vẻ. Cảm ơn Minh Bằng. Xin cảm ơn. Đây mình sẽ mời coi như là Quách Anh Dũng, có phải sốt ruột quá nhá, nên nói chuyện đàng hoàng nhá. Đang thêm Quách Anh Dũng. Rồi, xin chào. Hello, xin chào mọi người, nghe không ạ? Rồi, nghe. Nghe mà. Rồi, nghe rõ chứ mà nó làm sao cái giọng nó bập bõm, bên mạng bên đấy yếu. Xem ra vị trí nào chứ cái mạng wifi nó mạnh đấy. Nói nghe rất là khó. Không được. Không nghe được. Không nghe được. Xuống đi, một lát nữa. Rồi, xin mời viên ngoại. Không, Quách Anh Dũng đã lên những like của mình cách đây khoảng 3-4 năm tháng. Rồi, xin mời viên ngoại đang thêm. Cũng mà mạng bên internet của Quách Anh Dũng nó cứ bập bõm, bên đấy yếu. Làm sao không lên được. Đấy, bây giờ Quách Anh Dũng lại không có. Rồi, ok. Chào anh Bằng. Rồi, bây giờ nghe rõ. 176 anh em triệu đồng mạng. Tôi đã viết sần, tôi hiện nay đang sống tại thành phố Houston, gần thành phố Houston, Hoa Kỳ. Vâng, ok. Xin cả nhà tôi là theo chế độ cũ. Vâng, không sao ạ. Ở đây cái chế độ cũ thì... Vâng, không sao. Vâng, muốn lên trao đổi với anh một số vấn đề thế này. Dạ, có khi là cho tôi thuộc dân cờ vàng gốc rồi.
Được, không sao cả. Đấy. Mình tranh luận, anh là người Việt Nam rồi. Thế thì cũng muốn nói thế này, có khi là cờ vàng thì cho tôi là bưng bô cộng sản. Muốn nói cái anh bằng thế này này. Dạ. Đã biết năm nay là bao tuổi? Tôi năm nay coi như là sinh năm 1963. Thế anh kém dạ. Tôi 4 tuổi. Vâng, trông anh có vẻ trẻ quá. Vừa trẻ vừa đẹp trai. Gì nữa. Dạ. Nói với anh như này, thế là nói về cái lịch sử về cái dân tộc Việt Nam ấy thì dạ. Có lẽ là cái dân tộc mình có khi nó quá oai hùng đúng không? Mà cái lịch sử dân tộc Việt Nam cái thời kỳ nhà Trần có nghĩa là thời kỳ chống ngoại xâm có khi là oai hùng nhất. Và đến cái thời kỳ như vậy là Đảng Cộng sản thì có nghĩa là tôi kẹp. Đúng không? Trong 35 tộc dù như là gia đình tôi theo chế độ cứ thật nhưng mà tôi phải xác định rằng là trong 35 mà ông Cộng sản Việt Nam ông đã lãnh đạo 4 cuộc kháng chiến, 4 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, chống xâm lược, hết chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc, chống Pol Pot. Tôi thấy nó là một cái giai đoạn lịch sử tôi thấy là oai hùng. Đúng không? Tôi thấy là không thua kém gì thời kỳ nhà Trần. Thế còn nói các bạn thế này. Về với các bạn đã bình luận rất nhiều về cái bãi Tư Chính rồi. Dạ. Các bạn vừa nói bảo không phải bãi Tư Chính, chúng ta cứ gọi là bãi Tư Chính đi. Vâng, gọi khu vực thì cho dễ vì bọn người ta đã hai lần như vậy là dạ. Đưa. Chúng ta đã hai lần đưa giàn khoan ra đấy và điều bị sức ép của Trung Quốc rồi. Đúng rồi. Và nói với các bạn thế này này. Vấn đề Trung Quốc là không bao giờ từ bỏ dã tâm. Không tính Biển Đông. Không bao giờ bỏ tình thông đứng người đâu. Tôi nói các bạn là ngay cả vấn đề Việt Nam thì chưa nói Biển Đông. Chúng ta mà không cẩn thận là chúng ta cũng sẽ đốc. Nói các bạn hiểu không? Trong cái viện nhân chủng học của Trung Quốc nó đang nghiên cứu dân tộc Việt Nam là dân tộc đồng chủng, đồng văn. Mà lịch từ xa xưa các nước Bách Việt đã bị thôn tính. Nhưng riêng cái Việt Nam thì không bị thôn tính. Đó là cái mà nó cay cú. Xin lỗi các bạn nhé. Xin lỗi anh chứ. Cho nên là cái thằng Quách Anh Dũng này, cái thằng coi như BD này ta chặn mày. Rồi. Xin mời anh. Thì tôi muốn nói với anh như này là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm. Hiện nay ban lãnh đạo Bắc Kinh nó giao cho cái cục tình báo Hoa Nam đi sâu bám rễ nghiên cứu về cái tình hình chính trị kinh tế xã hội Việt Nam. Cho nên ông Hoa Kỳ ông thừa biết rằng ông cũng chả ưa gì cái chế độ mình, nhưng cần phải giữ cái chế độ mình, bởi vì chế độ mình chỉ cần loạn tí là Trung Quốc là sẽ nhảy vào. Anh biết là đó là thông qua quốc hội vào quốc hội của Trung Quốc nó nói là như vậy là sẵn sàng đưa quân ra nước ngoài để bảo vệ tình hữu nghị. Anh thấy không? Anh thấy có các cái câu đấy chưa? Anh nghe thấy câu đấy chưa? Cho nên là vấn đề Việt Nam là vấn đề chúng ta sống ở một cái môi trường, ở một cái vị trí nó rất là nhạy cảm. Cho nên chúng ta không cẩn thận là chúng ta mất cả nước, chứ không phải là vài cái tí mấy cái đảo ở Biển Đông. Tôi nói với anh lắm được như thế thì rằng Trung Quốc âm thầm được vẫn là dù như vậy là nó không thôn tính được Việt Nam nhưng sẽ khống chế cả về mặt chính trị kinh tế của đối với chúng ta, làm nên là không ta không thoát khỏi cái vòng kim cô của nó. Và nói về cái bãi Tư Chính thì nói với anh như này này, chúng ta đã hai lần như vậy là đưa giàn khoan ra đấy. Bây giờ tôi xin lỗi anh, bây giờ anh ở bên Mỹ, ví dụ như quan điểm của anh, ví dụ như Việt Nam hiện nay ứng xử như thế nào với Trung Quốc? Bây giờ nói với anh như này này, với Trung Quốc
thì lúc nào mình không bao giờ được rời nó. Nói nghiêm túc như thế, không bao giờ được rời phép rời Trung Quốc và không bao giờ được phép đối đầu với Trung Quốc. Nếu mình đối đầu với Trung Quốc là mình tự sát. Đúng rồi. Mình tự sát. Chứ đừng nghe cái lũ ba que nó kích động. Rồi nó bảo là như vậy là phải chống Trung Quốc là mình chết. Cho nên như cả mà những nó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Lúc nào mình cũng phải như vậy là qua hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng không phải trên cơ sở đồng chí, mà trên cơ sở như vậy là láng giềng thân thiện. Anh hiểu không? Chứ không thể như vậy là đối đầu với Trung Quốc như ba que là tuyên truyền là chúng ta chết. Lúc nào chúng ta cũng phải hợp tác với Trung Quốc. Nhưng cái gì đấu tranh ta phải đấu tranh. Đặc biệt vấn đề biển đảo. Đúng rồi. Đấy. Vừa hợp tác vừa đấu tranh. Vấn đề biển đảo thì nói với anh như này này. Là không bao giờ Bắc Kinh từ bỏ âm mưu thôn tính Biển Đông. Đó là vấn đề như vậy, nó đưa vào cốt lõi rồi. Thế cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải trên cơ sở pháp lý quốc tế. Còn như các anh đã trình bày, các anh đã phản biện từ mấy ngày hôm nay, tôi đã nghe các anh phản biện, tôi thấy là hoàn toàn chuẩn xác. Chúng ta trên cơ sở chúng ta là tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quốc tế. Đúng. Hai là như vậy là chúng ta đàm phán về ngoại giao để giải quyết vấn đề. Chứ chúng ta không bao giờ được phép như vậy là nếu chúng ta chỉ lùng một phát súng là rơi vào bẫy của nó. Đúng. Vấn đề chúng ta đã có cái vấn đề cái đó đấy, nó đã ấy rồi, mình chưa được cái gì của mình chứ là của mình, đúng không? Biển đảo của mình, nó của mình, thì mình lổ súng rồi trở thành là mình từ người chính nghĩa trở thành người phi nghĩa. Vâng, đấy. Chính xác. Anh thừa nhận không? Cho nên cái này là tôi kêu gọi là mọi người là kia phải hết sức tỉnh táo, không bao giờ nghe cái bọn ba que nữa. Nghe bọn phản động nó kích động, cứ tí nó bảo như vậy. Tôi nói cái bài học, cứ bảo theo Mỹ, cái bài học của Philippines Sabrod, đúng không? Đấy, đúng rồi. Cái bài học Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói nó bắt đứng ngay lập tức, chứ không phải là phải chơi với Mỹ đâu, có phải là đúng rồi. Mỹ bao giờ đặt tổng thống quyền lợi quốc gia rồi, lợi ích dân tộc quốc gia là trên hết, đúng. Đúng không? Mình là cái gì? Quan hệ với Trung Quốc làm ra nhiều tiền hơn Việt Nam thì nó sẵn sàng là bán đứng ngay. Đúng rồi. Anh rồi nhớ đâu? Đúng rồi. Cho nên tôi hoàn toàn các cái thời gian vừa rồi là anh lên trên mạng diễn đàn là rất nhiều những cái bác và anh em phản biện các cái câu rất là hay. Đấy, tôi cũng rất là ghi nhận, mặc dù là tôi sống xa Tổ quốc. Nhưng mà nghe được các cái thông tin về vấn đề là biển đảo quê hương, về vấn đề anh em trong nước về có phản biện về các cái đường lối theo đúng cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi hoàn toàn nhất trí. Hay không? Vâng. Thì chúng ta không là thể là anh ấy là một người coi như con Việt Nam sống xa quê hương xa Tổ quốc. Tuy anh có là coi như là coi như bố mẹ bố anh các tất cả thứ đều là bên chế độ cũ, nhưng mà thực tế là tôi nói với anh là ví dụ như bản thân tôi. Tức là từ năm 1975 tôi coi tất cả các anh là đều là như người Việt Nam, không có phân biệt Việt Nam Cộng Hòa là Cộng sản, tất cả chúng mình đều là người Việt Nam, đều muốn đóng góp cho đất nước này phát triển lên. Vâng, phát triển lên. Đó. Thì bây giờ này tôi có một cái câu hỏi nữa, tức là muốn hỏi anh, tức là anh có một cái cũng về vấn đề Việt Nam Trung Quốc thôi, anh nhận xét gì về cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc mà có 4 tốt 16 chữ vàng ấy, thì anh có cái nhận xét không? Những cái điểm đó đưa ra quả Trung Quốc đối Việt Nam hoặc Việt Nam đối Trung Quốc như thế có đúng hay không? Hoặc như thế nào? Tôi thấy là rất nhiều người, cái bọn bao que nó phản đối cái chuyện là 4 tốt 16 chữ vàng, tại sao Việt Nam phải thế, Việt Nam phải coi Trung Quốc như thế này thì khác. Thì theo anh nhận xét về 4 tốt và 16 chữ vàng Việt Nam đối Trung Quốc thì như thế nào? Tôi nói với anh như này này. Dạ. Cái 4 tốt là do Trung Quốc nó đưa ra. Đúng rồi. Anh hiểu không? Dạ. Cái bốn tốt, đồng chí tốt, các thứ là tôi không nhớ hết. Nhưng cái bốn tốt đó là bốn tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và hợp tác tốt. Tức là láng giềng tốt là Trung Quốc đưa ra. Vâng. Thế còn 16 chữ vàng là 16 chữ vàng là Việt Nam đưa ra. Mình không láng giềng với lại bốn tốt. Tức là 16 chữ vàng nhá. Láng giềng hữu nghị,
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, tiến tới tương lai. Hướng tới tương lai, đúng rồi. Wow. Cái đó là 16 chữ vàng là của Việt Nam đưa ra. Mình không đồng ý với bố tốt và cái 16 chữ vàng là hoàn toàn chuẩn xác. Anh hiểu không? Cái 16 chữ vàng là kể cả cho đến giờ phút này là hoàn toàn xác. Còn cái bố tốt là Trung Quốc đưa ra mình không chấp nhận. Cho nên là cái này là chỉ như vậy là bọn ba que là cứ bảo nói đấy là như vậy là mình thực hiện bốn cái đấy nhưng mà thực tế là mình không chấp nhận cái bốn tốt. Đấy. Nói để anh nói lắm được. Nhưng 16 chữ vàng cho đến bây giờ vẫn có giá trị. Đúng không nào? Dạ. Không là đồng chí cũng là anh em đồng chí gì, đồng chí là bà, đồng chí giờ con người ta nó lấy lợi ích dân tộc là trên hết thì đồng chí cái gì? Đúng không? Người ta bảo như vậy là đừng đổi lấy cái tình hữu nghị viển vông. Lợi ích dân tộc là cốt lõi rồi là đời tình hữu nghị viển vông, đúng không? Tôi cái 16 chữ vàng là của Việt Nam, là mình Việt Nam đưa ra cái 16 chữ vàng, còn cái bốn tốt là Trung Quốc nó đưa ra cái bốn tốt, nhưng mình không đồng ý cái bốn tốt đó. Đấy, cái này tôi nghe là đã được như vậy là bên cái giảng về cái vấn đề này tôi đã nghe rồi. Cho nên cái bốn cái 16 chữ vàng hiện nay vẫn có giá trị. Chứ không phải là không giá trị, đúng không? Anh có thể nhận không? Cho nên là giữa mình Trung Quốc không bao giờ được phép đối đầu. Lúc nào cũng phải như vậy, vừa hợp tác nhưng phải vừa đấu tranh. Chính xác. Đấy. Chứ không phải là đừng nghe bọn ba que là bảo theo Mỹ đi rồi bắt đầu đánh. Mẹ cái các cái bài học nhãn tiền như, của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã thấy được rõ rành rành ra rồi. Bán đứng ngay trên đường mà nhất là ông tổng thống Trump bây giờ như vậy là mà ông là sớm nắng chiều mưa thì cơ mà rồi đến Việt Nam mà trở đi bắc núi trở lại bắc sông cơ mà ăn đủ à, thôi rồi thôi không tôi nói rõ ràng như thế. Mặc dù tôi sống ở Hoa Kỳ thật nhưng mà tôi phải hiểu là người Mỹ nó như thế nào rồi đấy, nói anh nắm được như thế để... Còn tất cả các cái vấn đề là các anh đã trao đổi với vấn đề là chưa vấn đề hoàng vấn đề là bãi tư chính rồi hết rồi. Ngày trước đây là mình đã đưa như vậy là đoàn quan thăm dò rồi. Trung Quốc quả Ấn Độ với quả hãng đất soi nó là tuyên bố rằng nhá. Nó tuyên bố rằng là nếu không rút nó sẽ chiếm toàn bộ Trường Sa. Đấy, chẳng biết các anh có lắm được thông tin hay không. Nếu không rút các đàn khoan nó sẽ chiếm toàn bộ Trường Sa. Còn bây giờ nhá, khi lần thứ ba mình đưa ra là Đảng và Nhà nước Việt Nam tôi biết là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Con người nào đến, đối tượng nào đến, đấy, để cho nó phù hợp, để nó chống lại được các cái, tức là cái bài này của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết rằng khi đưa đàn khoan này ra sẽ bị Trung Quốc là sẽ quấy nhiễu. Chắc chắn là như thế. Nhưng lúc này chúng ta rất chủ động. Nhờ lúc này chúng ta rất chủ động trong vấn đề như vậy là thể khẳng định cái chủ quyền biển đảo của mình. Cho nên là nhà nước cũng biết rằng là sẽ đưa giàn khoan này ra chắc chắn không tránh khỏi như vậy Trung Quốc sẽ quấy nhiễu. Nhưng mà quan điểm của Đảng và nhà Cộng sản Việt Nam xác định cái gì là của mình là của mình. Nhớ không? Cứ còn không phải như vậy là nó ra rồi bắt đầu mình nóng lên mình lổ phát súng cái ra là mình từ phải thành trái ngay lập tức. Nghe ba que nó phải bắn đi, bè lý trương, bè tân thái nó bảo bắn đi, sao không bắn hèn nhát, các thứ này lọ, các thứ này lọ. Nhưng sách lược của Việt Nam tôi thấy là rất khôn ngoan. Sách lược của Đảng Cộng sản, đường lối của Đảng Cộng sản tôi thấy là quá là tuyệt vời. Mà chúng tôi ở Hàng Ngoại, chúng tôi phải xác định được cái điều đó. Hay à? Yeah. Không hiểu các anh trong nước thế nào, nhưng tôi thấy là cái đường lối của Đảng Cộng sản tôi thấy quá tuyệt vời. Vâng, tôi thấy rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng. Vâng, trong cái tôi thế tôi cảm thấy mặc dù tôi thì ít về nước nhưng tôi xác định được cái đường lối của Đảng Cộng sản là có tuyệt vời. Hay hả? Dạ. Đấy thì cũng nhân đây cũng lần đầu tiên cũng lên gặp anh Bằng thì dạ. Anh em thì cũng xin chân thành cảm ơn, xin chúc sức khỏe toàn bộ anh vâng. Bằng và toàn bộ cũng anh em trên đường mạng. Vâng, qua đây thì nói chung là cũng rất là cảm ơn anh là những người mà sống ở bên hải ngoại. Và nói chung là anh cũng theo sát tình hình Việt Nam và anh cũng có một cái nhận xét rất là trùng quan điểm với em. Thì là nói chung là cũng mong anh thỉnh thoảng ví dụ có một cái vấn đề gì đấy anh rất am hiểu tình hình chính trị ở Việt Nam.
thì là anh sẽ lên tham gia diễn đàn của em, thì nói về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam, mà nhất là sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Thì nói chung là ví dụ như em biết rằng anh cũng thỉnh thoảng anh về Việt Nam có khả năng là năm lần hoặc 2 năm một lần, vâng, thì là thì anh cũng có thông tin cho những anh chị em ở bên Việt Nam biết về cái tình hình cái cuộc sống của anh bên Mỹ như thế nào, xem bên nước Mỹ có phải là thiên đường hay không, hay là những tồn tại của Việt Nam nhiều nhưng mà ở nước Mỹ thì cũng có, thì cũng rất mong anh là những người hiện nay đang sống ở Mỹ thì là có cũng có những cái lên những diễn đàn cùng với em để mà ví dụ nói tình hình nước Mỹ hoặc tranh luận về những tình hình của Việt Nam. Vâng. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu tôi cũng hay xem cái diễn đàn của anh. Vâng. Cũng rất là tâm đắc với anh em, rất là anh em lên phản biện tôi thấy là rất là hợp ý đảng, hợp dân. Vâng, thực tế báo cáo với anh như này, thì bọn em là những người dân thôi, thì tức là mình qua cái sách báo hoặc qua nghiên cứu những tài liệu của nước ngoài thì bọn em có một cái phân tích về cái những cái tình hình đó. Thì nói chung là ví dụ mình lên đây mình nói thì cũng không phải là gọi là bẻ luận điệu của bác que, thì cũng không phải, tức là mình nói để cho những cái người hải ngoại, nhiều người người ta cũng không chưa hiểu thật đấy, anh sống ở bên đấy anh cũng biết, và nhiều người ở Việt Nam thì nói chung là người ta cũng chưa hiểu về cái chính sách của đảng, cái sự phát triển kinh tế hoặc cái xã hội ở Việt Nam hoặc ở Mỹ hoặc ở nước ngoài nó như thế nào đấy, thì mình nên mình đóng góp một cái phần nhỏ của mình thôi, tức không biết có được hay không thì thôi gọi là mình cứ lên nói thôi, còn được tí nào hay thì đấy anh ạ. Vâng, trong 20 năm phát triển kinh tế là Việt Nam là tuyệt vời rồi là trên cỏ tuyệt vời rồi, bây giờ đánh nhau cái thì chúng ta thành đống sắt vụn cái thì hết tất cả, thành đống sợi gạch vụn cái thì đứng bì hiểu nhá. Xin chào anh Bằng và toàn bộ anh em trên cộng đồng mạng. Vâng, rất cảm ơn anh, chào anh bên ngoài. Vâng, rồi, xin chào anh. Rồi, bạn nào lên ok đi, mình sẽ mời lên. Vâng, đấy là một cái tiếng nói của anh bên ngoài, anh cũng lần đầu tiên lên trên diễn đàn. Thực tế là tôi thì là cứ thấy những người mới là tôi mời thôi. Vâng, em xin mời anh Nguyễn Bình Phương. Dạ, em đã mời anh Nguyễn Bình Phương ạ. Và cũng rất là may hôm nay là gặp được anh, và anh ấy sống ở thành phố Houston ở bên Mỹ. Vâng, thì anh cũng hay thỉnh thoảng anh theo dõi diễn đàn mà mình không biết. Vâng, xin cảm ơn mình. Chào anh Bình Phương. Dạ. Chào với các bạn với diễn đàn. Thấy anh Việt Kiều hồi nãy anh mới lên đó, vâng. là có vẻ giống như mấy anh em Việt Kiều mình trước, tức là cờ vàng gốc nguyên si bon, nhưng mà có cái nhận thức nó có cái sự đồng cảm với ở trong nước tương đối lớn, hầu như là gần hết, nhưng mà ảnh mới lên lần đầu, mà nếu mà mình đam ảnh liền thì nó cũng kỳ. Nhưng mà thật sự ra là cũng phải nói với anh một câu như thế này, thứ nhất là tôi chỉnh đốn. Xin lỗi, không phải chữ nón mà là tôi bổ túc cho anh đó, là cái từ 16 chữ vàng đó không phải do của Việt Nam, không phải do của Việt Nam đặt ra, mà là khi hai chính phủ đó gặp nhau để mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao, và sau đó cũng đồng lòng với nhau là để chúng ta đạt được cái mục tiêu chung đó, thì như hôm trước mình nói đó anh Bằng, tức là không có nhắc lại những cái việc chiến tranh hay cái gì đó, là không có kích động không gì đó, để cho nó cái không khí nó lắng dịu. Rồi trong đó là đề ra 16 chữ vàng với 4 tốt là đôi bên cùng thực hiện. Nghĩa là đôi bên cùng đưa ra cùng cái khẩu hiệu đó để cùng với nhau mà thực hiện, để mà đạt được đến cái hòa bình hữu nghị. Đó, thành ra là chứ không phải chỉ có Việt Nam mình là chủ động đưa ra. Đó là mình rồi ở ngoài kia họ xuyên tạc rằng là do Việt Nam nghĩa là thế này thế khác, cho nên là lầm lẫn mưu địch thì giờ không phải đâu. Còn cái chuyện có lầm hay không, bữa trước bên nhà Bình Dương thì tôi cũng có nói cái này rồi, chắc cũng không cần phải nhắc lại. Đó là lần chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tôi cũng nói anh gì nè, thấy đa số các ông ngoài hải ngoại với các bạn ngoài hải ngoại là cứ hay cứ nói là sắp mất nước, quả xâm lăng hán tộc gì ô thâu đủ thứ. Nhưng mà tôi nói với bạn anh này có vẻ như anh là trí thức, thì tôi nói gì các anh hình dung được rồi. Trong thời đại ngày nay không có cái việc họ đem quân của họ xâm chiếm đâu. Họ dùng quyền lực mềm. Họ dùng quyền lực mềm. Họ xâm chiếm chúng ta bằng cái cách khác. Chứ không phải là đem quân qua mà chiếm rồi có cái tô thấy thú rồi. Các bạn ở ngoài hải ngoại buồn cười lắm. Hình dung những cái rất là đơn giản như vậy. À, ra mình thấy là bây giờ là họ không có đánh chiếm một cái gì hết. Nha, tôi nói đây là đất liền nha. Đất liền nha các bạn. Tôi không có nói với ngoài Biển Đông. À, là nó khác à. Ngoài Biển Đông là khác hoàn toàn. Đó thì ảnh nói đó là Trung Quốc là thông qua quốc hội là thông qua
cái vấn đề mà can thiệp quân sự nước ngoài gì đó là một. Cái thứ hai, can thiệp nhưng mà không có điện nghĩa là đánh chiếm. Có thể là có một cái trận đánh gì đó như vậy thôi, chứ còn gọi là đánh chiếm, xâm lược, mất nước luôn gì đó, trở thành một tỉnh một gì đó, cái đó không có đâu. Nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Tôi nói có cái cuộc xung đột vũ trang nhỏ nhỏ. Chắc thì nếu mà giả sử cùng tôi nói rằng thời đại ngày nay đó, không có cái chuyện đó. À, biên giới của nước Mỹ đó, nó khắp cả thế giới, cũng như các cái công ty, các cái tập đoàn đa quốc gia của nó là đủ rồi. Nó chỉ cần quan hút máu ở các cái nước thuộc địa, những cái nước là nghèo, những cái nước khác, thế là đủ rồi. Chứ đâu có cần gì phải đem quân qua để đóng để làm gì. Cho nên nhiều khi các ông cờ vàng bên đó hay có cái màn rêu rao là Mỹ nó có đi xâm chiếm nước nào chưa, nó có chiếm đóng nước nào chưa. Nó đâu cần phải chiếm đóng, không? Thực dân kiểu mới mà đâu cần. Cho nên là các bạn ở bên đó cứ bảo là hàng rằm cứ tuyên truyền là sao. Cho nên là bây giờ một số các bạn trước kia các bạn ấy nói, thì em nói là bây giờ hiện nay có thực dân kiểu mới và thực dân kiểu cũ. Mấy bạn cờ vàng, bạn mấy ông cờ vàng ông cứ nói là coi như Trung Quốc sang xâm chiếm hoặc là Mỹ có chiếm nước nào xưa. Tôi bảo bây giờ Mỹ nó thực hiện thực dân kiểu mới, chứ không cần phải thực dân kiểu cũ là phải chiếm đóng như thế này. Bạn nào nói này, nói cái 16 chữ vàng đó là Trung Quốc họ không làm theo. Bạn nói đó, cái đó rất đúng. Tức là khi người ta đưa khẩu hiệu ra, người ta nói thì các bạn cứ nghĩ rằng là hôm trước tôi nói nhà bên nhà Bình Dương rồi, chả lẽ lãnh đạo của chúng ta ngây thơ quá vậy sao? 4.000 năm mà không có một bài học gì à? Cho nên cái chuyện chúng ta cần hợp tác, cần hữu hảo, chúng ta cứ làm tốt phần chúng ta, nhưng chúng ta luôn luôn cảnh giác rằng là họ có làm đúng cái 16 chữ vàng đó hay không, thì là cái chuyện luôn luôn đảng và nhà nước Việt Nam luôn luôn cảnh giác cái đó. Chứ làm sao mà chúng ta đưa nguyên con mình tin là bán đứt vốn như vậy được đâu các bạn. Thành ra cái đó bạn không cần phải nhắc, thì chính phủ mình cũng biết. Đấy là nếu cái vấn đề biết, em nói mình Phương, đó là vấn đề quan hệ ngoại giao thôi. Đấy, tức là mình bám vào đó thôi, vấn đề ngoại giao thôi. Chứ còn nếu mà các bên thực hiện, nếu mà đúng hết thì nói chuyện làm gì. Thì mình lên mình chỉ góp ý cho các bạn Việt Kiều đó hai cái vấn đề nho nhỏ vậy thôi. Thứ nhất là cái khẩu hiệu là đưa ra chung, không phải của Việt Nam. Thứ hai nữa đó là nó không xâm lược theo cái kiểu hồi xưa đâu đó. Mà bây giờ đó là bởi vì chúng ta phải cảnh giác về vấn đề họ đầu tư nè. Đó, họ đầu tư những cái công nghệ lạc hậu nè. Đó là những cái việc mà như thế đó là họ khống chế một số các họ bỏ vốn vào và lập các cái công ty liên doanh, rồi bỏ vốn vào, họ nắm những cái vị trí chủ chốt của cái nền kinh tế, then chốt của nền kinh tế nọ các thứ, là rồi cuối cùng chúng ta bị họ nắm hết những cái yếu điểm, những cái cốt lõi. Thì cái đó là cái mình phải cố gắng mình coi đó là của nhà nước, chứ còn mình không làm được, người dân mình chỉ ủng hộ thôi. Thì cái đó là cái mà nhà nước mình phải xem xét và khôn khéo. Chứ còn bây giờ là nó không có cái chuyện mà đem quân qua xâm chiếm. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện biển đảo một chút, thì tôi nói các bạn như thế này, nếu như chúng ta có cái tinh thần mà yêu biển đảo, thì bạn nào á, như bạn hồi nãy cháu Long Việt gì đó, yên tâm đi, chú Bình Phương rất là cần thì cháu cái Messenger chú cháu mình trao đổi thêm, không sao cả. Cho nên là cái việc mà nói cái ngoài bãi tư chính bữa trước tôi cũng nói với anh Bằng rồi. Tôi nói là cái việc này không phải tôi nói, mà là cái này tôi đọc trên các cái tạp chí của đảng và nhà nước mình phân tích thế và lực, rồi tất cả các cái nước trên thế giới, các cái chuyên gia. Nhưng mà tôi khuyên các bạn như thế này, hồi nãy có cái bạn Long Việt nói rất là đúng. Tức là các cái ông cờ vàng ngoài đó, các ông hay đưa ra, các ông hay đưa ra cái thuyết âm mưu quá nhiều để làm cho nó quan trọng quá cái câu chuyện của mình lên. Nhưng mà thực sự ra đó, cái đó chém gió thôi. Tôi nói các bạn đừng quá tin tưởng ông Nguyễn Phương Hùng. Ông Nguyễn Phương Hùng, ông là một luật sư, cho nên nếu nói về vấn đề mà luật pháp rồi này nọ các thứ thì có thể rằng ông rất giỏi. Đó, chúng ta nên nghe những cái gì chuyên môn của ông. Cái thứ hai, ông này là một người làm chính trị, cho nên nói về chính trị thì có thể chúng ta không có ok bằng ổng, nhưng mà nói về biển đảo đó thì chưa chắc gì ổng qua anh em mình. Cái đó nói thật sự không phải là tự cao. Thí dụ ổng nói cái này các bạn nghe nè, tự vì các cái đảo của Hoàng Sa, đảo của Trường Sa đó, là tự vì cái dân số nó chưa đủ cho nên nó chưa được nghĩa là 200 hải lý đặc quyền kinh tế, nói thế không đúng. Tức là theo cái quy định của biển đảo, người ta quy định đó là đảo đó phải đảm bảo cái sự sống, tự sống được, không cần phải trong đất liền phải chi viện cái này nước ngọt hay hoặc là các cái khoản khác, mà anh phải có một cái kinh tế riêng, có một cái đời sống riêng thì mới được tính cái đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Còn nếu như ở hiện nay ở Hoàng Sa và Trường Sa thì họ kết luận là chỉ tất cả chỉ là đảo đá, 12. Không có cái đảo nào đảm bảo được cái cuộc sống riêng đó. Do đó nghĩa là chỉ
chỉ có cái được cái là 12 hải lý mà thôi. Chứ nếu nói với ông Hoàng Duy Hùng á, chưa đủ cái dân số thì Trung Quốc và dân của nó cả tỷ tư, đâu có nên muốn cho đủ dân số thì nó cứ việc di chuyển máy bay ra mấy chuyến là đủ rồi, đúng không? thì chẳng lẽ nó di chuyển ra cái Hoàng Sa cái là nó đủ cái bắt đầu là nó được 200 hải lý à? Là chết thì chết người ta sao, đúng không các bạn? Cho nên ông Hoàng Duy Hùng ông nói cái đó là hoàn toàn không chính xác nha, ông nói hoàn toàn không chính xác, ông nói cái đó là theo có lẽ là ông cũng có đọc nhưng mà ông đọc quá nhanh, bởi vì cái họ đặt hàng ông quá nhiều, ông này bây giờ là hot boy lắm, hết đài này tới đài kia đặt vấn đề cứ phỏng vấn ông từ ở trong nước 2-3 cái đài Văn Hóa TV rồi gì đó ha, rồi cái ông này kia thì thôi 5-6 ông đài TV, cho nên ông trả lời với ông này với ông kia ông cũng mệt, ông không có kịp nghiên cứu, cho nên nhiều khi ông nói nó cũng không có trúng. Tôi nói các bạn gì, cái thứ hai nữa là hồi nãy bạn đó nói rất là chính xác, là theo cái thuyết âm mưu nhiều lắm, kể cả các cái chuyên gia quốc tế, cho nên mình phải bình tĩnh. Bây giờ mọi thứ mình cứ tin, giờ mình cũng chỉ là khi dân amateur, thật ra mình cũng đi đọc các cái ông bình luận đó hoặc là đọc các cái tư liệu, nhưng mà trước với sau đó các bạn, thì khi chúng ta nghiên cứu mà nó có đầu có đuôi á, có căn cơ, thì khi chúng ta lên nói chuyện nó không có mâu thuẫn. Còn nếu như mà mình kiến thức quá đắp á, mình lên mình chấp hôm nay một chút bên kia một chút á, thì lập tức cái câu hôm trước, cái bài hôm trước với cái bài hôm sau mình nó đá nhau rồi, thành ra nó mất hay đi. Cho nên tôi hiểu ý bạn hồi nãy đó, bạn hồi nãy tên gì tôi quên rồi, anh Long Việt trong gì đó, chắc bạn Long Việt đó nói rất là đúng, tức là cái tuyên truyền đó của Trung Quốc không khéo đó là chúng ta trở thành con dao hai lưỡi. Tôi hiểu ý bạn rất là hiểu, và cái này tôi đã lên tôi nói rất nhiều lần, chúng ta đừng có nói cái thuận lợi không, đừng có nói cái thuận lợi không, phải nói cho các bạn trẻ thấy cái khó khăn, để sau này có chính vì chúng ta có những cái thất bại hoặc là có những cái bước tạm lui hay hoài như thế thì chúng ta mới chia sẻ được với lãnh đạo, chia sẻ được với nghĩa là đất nước, cái khó khăn của đất nước chúng ta đó, chúng ta mới hiểu và thông cảm và chia sẻ được. Còn không á, chúng ta đưa lên mây nói cái gì cũng như là thần thánh không, mà cuối cùng rồi là nó không đạt được á, thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Cái đó bạn Long Việt nói thật là chính xác, rất là đúng ý tôi, nhưng mà tôi cũng không có muốn đụng chạm, tại vì tôi né nhiều lần lắm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng nói nhiều khi nó không có chính xác. Thí dụ một điều nữa là hiện giờ chúng ta đó, tôi nhắc lại, tôi bổ túc cho bạn Long Việt hồi nãy đó, là cái chỗ mà cái giàn khoan mày, cái đế nào chúng ta đặt đó là khoan thật, còn hai cái chỗ mà lô 06.1 chứ đó là hai cái mũi khoan để khoan thử, thì cái đó là lại chết qua phía bên trái một chút. Còn đúng là bạn nói hôm trước tôi cũng nói đây rồi, tôi nói không phải 749, 749 không có dính líu gì ở đây cả, đúng rồi, bạn nói đúng, rất là chính xác. Còn ngay cả cái đề ta đặt cái giàn đế này đó là cũng là nó dịch, nó hơi thụt vào bên trong, nó hơi thụt vào bên trong đó, thành ra là cái này đó mà Trung Quốc lại mày không thể nào mà đụng tới cái chỗ này được. Đụng cái này là nó quá sâu ở trong chứ không phải là nó xa, cho nên là chúng ta cứ từ từ. Tôi nói ngay bây giờ cái khu đặc quyền kinh tế các bạn, mà chúng ta đấu tranh cách gì thì đấu, mà không có xảy ra chiến tranh, mà rồi cuối cùng chúng ta khai thác được, đúng không, là chúng ta thắng. Dùng đặc quyền kinh tế mà chúng ta khai thác được kinh tế là chúng ta thắng, vậy thôi. Chứ còn đừng, các bạn đừng có nghĩ là cái chuyện xâm chiếm đánh chiếm gì. Còn khẳng định lại một lần nữa là không, chúng ta không công nhận đường lưỡi bò, quốc tế đã bác bỏ đường lưỡi bò, thì như vậy đã là dùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Không có nói đợi mai mốt quốc tế công nhận rồi chúng ta mới có thể dùng quân sự, là nói cái đó là nói bậy à. Hiện giờ đã là quốc tế công nhận chúng ta rồi chứ không có ai, bởi vì họ đã công nhận luật biển UNCLOS 82 là đã công nhận cái tính hợp pháp của dùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đường lưỡi bò chưa có một nước nào công nhận cho Trung Quốc cả, thì làm sao mà quốc tế không công nhận chúng ta? Vấn đề là họ đã công nhận rồi, nhưng mà mức độ họ ủng hộ chúng ta cỡ nào, đó là cái vấn đề nó khác. Là bởi vì nó tùy thuộc vô quyền lợi của họ đó. Họ có nên nghĩa là can thiệp, họ có nên là binh vực, họ có nên ủng hộ chúng ta hay không, để mà mang đến cái lợi ích cho bản thân của họ hay không. Còn nếu như trước đây họ không cần thiết để ủng hộ là bởi vì nó có cái quyền lợi nó chưa gắn bó. Như hôm trước tôi nói với anh Bằng, rồi tôi nói nhiều người cứ nói mà tôi không muốn đa mắc công mít lòng hoài, cãi cọ hoài trên mạng, mình không có muốn. Tức là không phải Trung Quốc, nghĩa là tại sao Trung Quốc lại là làm cái bài 749 vào thời điểm này, là vì lửa chia lửa bên trong bên ngoài vậy đó. Cái đấy là các bạn cũng thuyết âm mưu nữa, nhưng mà không phải Trung Quốc mà là do Việt Nam. Đấy, bạn Long Việt hồi nãy nói rất là đúng. Tức là thời điểm chúng ta đã tính toán mọi cái, bữa tôi nói các bạn rồi, năm ngoái thì tại sao chúng ta rút,
Thì hồi nãy đó là anh gì đó, anh nói, anh Việt Kiều anh nói rất chính xác cái thông tin đó. Tức là tôi nhắc với anh Hoàng, anh Bằng hôm trước là ông Phạm Trường Long, Phó Bí thư Quân ủy Trung Quốc khi sang, ông hâm cái đó thật đó. Nếu không rút Kherson với lại là Tây Ban Nha là họ đánh chiếm cả cái Trường Sa. Cái đó có thật. Đó, như kỳ rồi các bạn thấy tập 3 cuộc tập trận. Và nhân đây tôi cũng nói các bạn luôn, không phải chỉ có Việt Nam chúng ta. Nha, tôi nói cái chuyện chơi cờ hay là con cờ gì đó, tôi nói thật thật với các bạn như thế này. Nước nào cũng là nước chơi cờ cả. Không có ai chơi cờ ai hết. Vài bữa nữa Trung Quốc với Mỹ thỏa thuận với nhau thì lúc đó Việt Nam là cờ hay là chơi cờ. Cho nên mình mới thấy á, bây giờ chỉ có Việt Nam mới là không phải Đảng Cộng sản. Đây là thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thắng lợi của toàn quân, toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là chúng ta nhìn thấy không phải chỉ có Việt Nam mới biết chọn thời cơ lúc này, mà Malaysia cũng đã chọn thời cơ lúc này. À, không phải chỉ có Việt Nam chúng ta là mới là có trí tuệ, mới là khôn ngoan. Mình phải biết vậy, đừng bao giờ bơm mình lên quá. Malaysia đã đặt giàn khoan ở bên kia kìa, họ cũng làm giống hệt như mình cũng thời điểm này. Và họ cũng bị các cái tàu của Trung Quốc qua quấy nhiễu bên đó. Bởi vì là Trung Quốc, tôi nói các bạn rồi, họ đặt đây là lợi ích cốt lõi. Và họ cũng biết là không thể nào mà dùng chiến tranh ngay từ đầu. Cho nên nếu các bạn theo dõi biển đảo mà có căn cơ thì các bạn mới hiểu là tại sao họ phải dùng cái đội tàu đánh cá. Đó, họ dùng cái quyền lực mềm đó để họ tổ chức một cái sự hiện diện lúc nào cũng có, và thậm chí cần thì uy hiếp. Ở đây mới ngày hôm nay đó, nó có hai cái bài phân tích. Đó là họ phân tích cũng đấy là cái quyền lực mềm. Cái thứ hai nữa, như bạn Việt Kiều nãy nói rất là chính xác. Hiện nay Trung Quốc nó đang tung ba cái chiến dịch, trong đó có những cái trường đại học, đó là nó đánh vào cái chuyện mà tuyên truyền về lịch sử, dùng lịch sử để tuyên truyền. Rất là ác, nó là có một cái ban chuyên của nó luôn. Cái đó là tôi cũng mới đọc cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ, cái bài mà bạn Việt Kiều nãy nói đó. Tức là về cái Bách Việt. Cái Bách Việt thì họ mới phân tích mình ngày xưa thực là nguồn gốc của Bách Việt, rồi họ kêu gọi mình là lãng tử hồi đầu rồi nó các thứ. Thì có đọc cái bài đó để nói các bạn rằng là chúng ta hết sức là vui mừng trước cái thành quả của chúng ta là đặt được cái vàng đế của, để mà khoan cái đó là khoan luôn nha, cái đó là khoan khai thác anh Bằng. Vâng. Đặt cái đó để mai mốt đặt cái mũi khoan để khoan khai thác. Còn hai cái mũi khoan ở bên kia đó mà nó đang quấy nhiễu đó là hai cái mũi khoan thăm dò. Đó, thành ra là tôi thấy rằng là các bạn là nói tới nói lui gì cũng đều rất là phấn khởi, trong không khí phấn khởi. Thì tôi cũng không thể nói nó không phấn khởi được, rất là phấn khởi. Nhưng mà phải cố gắng cẩn thận. Và nên nhớ rằng lợi ích cốt lõi thì họ trăm phương nghìn kế. Đó, không phải đơn giản để mà đấu tranh đạt được đâu, mình rất là mừng nhưng mà cũng phải rất cảnh giác. À, thí dụ như vừa rồi là cái bãi cách cái bãi Đa Lát á, nó có một cái bãi, một cái bãi cạn, thì họ đậu ở đó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, nghĩa là gần một buổi gì đó, thì người ta mới nghi rằng là có thể là nó định đánh chiếm cái bãi đó. Nhưng mà chuyên gia, giới chuyên gia họ phân tích á, là cái vùng nước cho đó nó sâu tới 200-300 thước là, cho nên rất khó khăn trong cái việc mà đặt một cái nhà vàng hoặc là xây một cái bãi nhân tạo như các nơi khác được. Thành ra có lẽ là họ thăm dò không được cho nên họ đi. Cho nên là cái chuyện đó là không có. Lúc đầu thì cũng hơi lo cái chỗ đó, nhưng mà cũng thông báo các bạn là cái chỗ đó họ đã rút đi rồi. Tức là nước nó rất là sâu, cho nên không có khó mà làm nhà vàng giống như ở cái bãi tư chính của mình bên đây đó. Bãi tư chính thì các bạn biết là cái độ sâu mà có chỗ nó chỉ có 16 thước thôi. Có 16 thước, cái chỗ cạn nhất là 16 thước. À, thì là chúng ta mới có thể đặt được những cái nhà vàng như thế. Chứ còn sâu cả 200-300 thước nước thì đặt nhà vàng rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Thì thôi nói là cái biển đảo thì nói quá nhiều rồi. Không trời nói cũng đam cũng quá nhiều. Thì mình lên mình bổ túc cho anh hồi nãy đó hai ý đó. Và cũng bổ túc với các bạn một số nhỏ nhỏ như thế thôi. Tôi rất là nhất trí với bạn Long Việt. Có gì Messenger cho chú Long Việt, có gì mà trao đổi thêm nha. Chú đồng ý cháu cái quan điểm đó. Nha, chúng ta nói cẩn thận. Bởi vì không khéo là cái chủ nghĩa dân tộc nó là con dao hai lưỡi. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn anh Bằng. Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn anh Bình Phương. Rồi, tôi vừa nói, bây giờ tôi đọc mẫu phần 3. Tức là quân đội nhân dân Việt Nam đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các thế lực thù địch siêu giao khi đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, tại các vùng tranh chấp, quân đội Việt Nam không dám nổ súng, không dám đấu tranh để mặc Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Những luận điệu đó hoàn toàn xuyên tạc, không đúng sự thật, cố tình kích động gây căng thẳng tình hình với mục đích đẩy chúng ta vào cuộc đối đầu quân sự có thể dẫn đến hậu quả vô cùng khó lường. Thực tiễn cho thấy, trong suốt thời gian Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển,
một trong những lực lượng thuộc biên chế của quân đội Việt Nam luôn có mặt 24/24 thực hiện các hoạt động đấu tranh nhằm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Lực lượng đó chính là Cảnh sát biển Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, từ năm 2008 đến năm 2019, lực lượng này đã phát hiện hơn 39.800 lượt chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, trong đó phát hiện theo dõi 850 lượt tàu quân sự, 2.287 lượt tàu chấp pháp, trên 4.000 lượt giàn khoan tàu nghiên cứu thăm dò, tàu nước ngoài phụ hành và dịch chuyển bất hợp pháp trên vùng biển Việt Nam, và yêu cầu 26.800 lượt chiếc tàu vi phạm ra vùng biển Việt Nam. Trong mỗi tình huống, các phương án đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chuẩn bị, luyện tập nhuần nhuyễn và linh hoạt. Khi áp dụng vào thực tiễn đấu tranh, luôn giữ vững được định hướng sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế. Bên cạnh lực lượng Cảnh sát biển, các thành phần khác của lực lượng vũ trang Việt Nam cùng lực lượng kiểm ngư luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và phương án bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta luôn vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Các chính sách, biện pháp giải quyết trong tình huống tranh chấp Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta thể hiện nhất quán nguyên tắc, mục tiêu đó, chủ trương, đường lối đó cần được sự đánh giá, nhìn nhận khách quan từ mọi thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ ngày nay. Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước luôn cháy bỏng trong mỗi người con dân Việt Nam. Hãy thực hiện hóa tinh thần đó bằng việc làm cụ thể để đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, tăng cường mọi tiềm lực, sánh vai được các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đấu tranh phản bác lại các quan điểm phiến diện, siêu hình, xuyên tạc tình hình Biển Đông của các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước. Mỗi người dân yêu nước cần tỉnh táo, bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì, nhận thức rõ luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch để có hành động đúng, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Vâng, đấy là toàn bộ những cái bài báo vừa nãy là tôi đọc nốt cái phần 3. Vâng, bây giờ bạn nào xin lên thì bạn ok đi, chứ bạn gửi lời mời thì là không thấy gì hết đấy. Vâng, thì nói chung là bây giờ các thế lực phản động ở bên nước ngoài, chúng nó suốt ngày, vâng, chúng nó kích động đấy, những người dân đứng, tức là kích động cái lòng yêu nước của những người dân, tức là đứng lên biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng rồi là khi biểu tình thì các bạn đều có thấy cái vụ giàn khoan HD981 đó, thì những người dân biểu tình đấy, sau đó coi như bọn chú kích động vào để cho những người dân không hiểu biết, chống phá lại coi như là cái sự bình yên của xã hội, và nói chung đập phá các nhà máy công xưởng, không riêng của Trung Quốc, của Đài Loan, của Nhật Bản, vâng, của Singapore. Rồi xin mời bạn. Hello, em kính chào, mến chào anh Nguyễn Bằng, và anh rồi. Xin chào hết tất cả những anh chị em trên cộng đồng mạng nha. Em thì người, em là người dân, em muốn hỏi anh như thế này. Tôi là người nông dân mà tôi cũng theo dõi diễn đàn của anh từ lâu, nhưng rồi, thấy okay, anh hỏi. Đại diện cho một cái pháp lệnh như thế thì anh không nói gì tiếp cho dân hết thì em thấy em cũng buồn. Thì thôi anh, bây giờ anh đưa ra cái chuyện của anh em bàn cãi được chút không anh? Em thấy cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước này có quan tâm đến người dân không em? Không anh? Hiện nay người nông dân, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính phủ mình luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện cho mọi người dân để mà ví dụ làm ăn, để xây dựng cho kinh tế của bản thân, và của sau đó nếu mà ví dụ đóng góp cho đất nước, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Rồi em có sẵn có trên đây, trên Facebook của anh Nguyễn Bằng cũng có nhiều chú bác, nhiều anh chị em hiểu biết rất nhiều, nhưng mà em thấy đại loại trong đất nước Việt Nam của chúng ta, vì em hỏi, em là người nông dân, trong khi những người nông dân bằng ruộng ra thì lúa bán 1 ký 4-5 ngàn, trong khi thằng nhà nước, thằng mà ăn trong nhà nước, kinh doanh trong nhà nước, nó bán cho người dân một bao 800 ngàn. Như vậy thì người nông dân mình có khá nổi không anh? Bây giờ đó, tôi nói với bạn này, bây giờ này, thứ nhất tôi trả lời sơ qua cho bạn tí. Thứ nhất, hiện nay các bạn trồng lúa, các bạn là người nông dân thì các bạn hoàn toàn được miễn thuế nông nghiệp. Đó là một sự ưu đãi của Đảng và chính phủ mình cho những người nông dân, đúng không? Đấy là hoàn toàn miễn thuế, các bạn có phải đóng tiền thuế không? Với thứ hai, đúng không? Miễn thuế nông nghiệp. Anh nói sao? Anh nói sao? Các bạn được hoàn toàn miễn thuế nông nghiệp. Không, anh đừng nói quá. Anh đừng nói cái đó.
anh em là sống ở trong đất nước Việt Nam mà anh đừng nói cái đó em không đồng ý. Không, mình cũng sống ở trong đất nước Việt Nam. Miễn thuế nông nghiệp, nhà bạn có ví dụ bạn bạn có mấy bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu hecta đất, các bạn có phải trồng lúa, các bạn phải đóng được cái thuế nông nghiệp không? Anh nói miễn thuế, miễn thuế nông nghiệp không có, đấy là chính sách của Đảng nhà nước. Bạn nếu mà bạn phải đóng thuế nông nghiệp, bạn mang cái giấy đóng thuế nông nghiệp cho tôi, bây giờ tôi sẽ kiện giúp bạn. Rồi. Không mà em nói cái gì đây nè, em nói cái thuế đất và nhà đất không có đóng thì em đồng ý nghe, em không có nói cái vụ không thuế nông nghiệp. Tôi nói với bạn là thuế nhà đất thì phải đóng, nhưng mà thuế nông nghiệp là được miễn. Rồi như thế thì bạn đưa cái giấy tờ bạn đóng ra cho tôi biết là thuế nông nghiệp là bạn không phải đóng một hào nào hết á, còn thuế nhà đất nhà bạn phải đóng, tuy nhiên rất ít. Tôi nói bạn không đáng bao nhiêu cả, hình như là bạn nghĩ rằng là bạn không phải đóng đấy. Tôi nói bạn không, không, bây giờ anh có thể là anh đưa ra cái sự mà chính xác cho em hiểu là đóng thuế nông nghiệp là như thế nào. Nông nghiệp cho em ví dụ như thuế nông nghiệp nha, nhà bạn có 3-4 công đất mà bạn trồng lúa, hiện nay bạn trồng lúa đúng không, thì là bạn không phải đóng cái tiền mà 3-4 công đất đấy, là bạn đóng cái thuế đất đấy. Đấy là thuế nông nghiệp. Hoặc là bạn có bao nhiêu hecta rừng thì bạn không phải đóng cái tiền mà coi như bạn trồng cái rừng đó, bạn cứ trồng gỗ rồi bạn bán thôi, bạn không phải đóng cái tiền thuế đấy. Thì đó, nãy giờ em không có nói cái vụ đó anh em, mà nãy giờ là nói lộn hết rồi. Em nói á, cái đường lối Đảng và nhà nước á, có giúp dân của chúng ta hay không đó, có giúp dân giúp của chúng ta tại sao bây giờ đây, thì rồi bây giờ em hỏi nè, có giúp dân của chúng ta tại sao người dân mằng lúa một năm vậy là một mùa lúa là mấy tháng trời, 3-4 tháng trời vậy, bán cho nhà bán ra cái thương lái chỉ có 3-4 ngàn, trong khi mua thực ở mà mua các loại thuốc kỳ phân đều là cái giá trên ngất ngưỡng như vậy, là người dân làm sao ngóc cái đầu nổi anh. Đó, bây giờ tôi nói với bạn như này. Rồi bạn nói là tôi cũng trồng lúa, tôi biết rồi. Rồi vì sao bây giờ rồi bạn hỏi tôi trả lời nhá. Rồi bây giờ ví dụ bạn nói cái giá lúa, giá phân đúng không? Tôi nói với bạn này, hiện nay giá lúa của mình, bây giờ thì mình xuất khẩu thì mình phải phụ thuộc vào cái mà ví dụ cái giá lúa của quốc tế, ví dụ mình xuất khẩu sang Indo, Brazil, nọ kia, tất cả các thứ nó phụ thuộc vào toàn bộ thị trường hết đúng không? Cho nên là bây giờ ví dụ những người trồng lúa, tôi biết ví dụ cái số lãi nó không được nhiều, ví dụ bạn sản xuất manh mún ấy, tức là nhà bạn ví dụ chỉ có 1-2 công bạn trồng lúa thôi thì nói chung là không lãi nhiều, cho nên bây giờ người ta phải kiểu dồn vào đấy, ví dụ nhiều người ta ví dụ thành mới để đưa cơ giới hóa nọ kia tất cả các thứ nữa thì người ta ấy bảo thì cái số lãi nó phải với nhiều, nên bây giờ hiện nay nó hoạt động trong cơ chế thị trường bạn ạ. Còn cái ưu đãi của nhà nước là như thế này này, ví dụ có khả năng cho các bạn vay vốn với lãi suất thấp, bạn hiểu không? Ví dụ như tôi vay vốn có khoảng 1% một năm, nhưng mà các bạn đi vay ví dụ hộ nghèo hoặc các bạn sản xuất nọ kia tất cả thứ thì có cái như là chính sách người ta sẽ giúp đỡ bạn, bạn chỉ vay khoảng 0,5% thôi một năm, 5% một năm như tôi, khoảng 0,5%, đúng không? Đấy, cứ gọi thế chứ bạn thấp hơn hẳn, tức là những ưu đãi của nhà nước cho tất cả các bạn. Cho em có ý kiến này anh, bởi vì em thấy cái sự mà anh chia sẻ với em á, em thấy cái quan điểm này chưa có chính xác thì được mấy. Em nói là như thế này, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước nó đúng ra quan tâm đến dân thì nên can thiệp vào cái vụ là tất cả cho người nông dân, là cái giá thành nó sụt xuống đi để cho người dân của mình mà ăn có đường tương lai để ngóc đầu lên, chứ tình hình không có người dân không bao giờ có hỗ trợ nhá. Tôi nói bạn nhá, nhà nước vẫn có hỗ trợ cho bạn. Ví dụ các bạn vay vốn mà kêu nhiều khi bạn mất mùa hoặc như thế nào đấy, nhà nước vẫn cứ ghim cái số nợ đấy. Ví dụ như chúng tôi ở thành phố này, chúng tôi vay chẳng được cái ưu đãi mà cái gì hết, không có hỗ trợ, nhưng mà các bạn còn hỗ trợ, tức là hỗ trợ cho những người nông dân đấy. Tôi nói bạn đấy, vay vốn này, thậm chí ví dụ bạn vay vốn bạn bị mất mùa, người ta vẫn đấy, như thế là hỗ trợ rồi đúng không? Rồi. Cho em có ý kiến này, em biết là hỗ trợ rất là ưu đãi cho những người nông dân, nhưng mà em nói thay vì cái đường lối của chính sách những thành phần trong 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 mà nhà bộ máy nhà nước phải vô can thiệp cái phân bón thuốc sâu xuống rồi cho tất cả những các người dân, người ta có mằng ăn được ra, người ta có tiền để chuột sổ rồi về anh,
chứ cái tình hình kiểu này á, tất nhiên rồi, tôi nói với bạn như này, ngoài nhà nước nó nằm hết trơn, ngày toàn tỉnh, toàn đất nước của chúng ta nằm ngoài, đi dây vốn đồ các. Em nói nè, thay vì nhà nước phải can thiệp vô cái vụ giá cả thị trường nè, chứ đừng có nói cái chuyện không, bây giờ này, kinh tế thị trường là nhà nước cũng can thiệp, can thiệp chân vừa vừa thôi. Tôi nói bạn nhá, ví dụ như các bạn sợ giá nhiều nhá, thằng Mỹ nó còn không cho xuất khẩu vào cái thị trường Mỹ, tôi nói bạn thế, hiểu không? Cho nên là các bạn phải thay đổi cái cách canh tác. Bây giờ ví dụ người nhà nước sẽ quy hoạch cái vùng nhà bạn, ví dụ trồng lúa mà nó năng suất thấp thì có khả năng quy hoạch vào để nuôi tôm này, hoặc là trồng những cây ví dụ ở Tiền Giang người ta hiện nay trồng thanh long này, hoặc là trồng những chuyên canh về cam này, hoặc về cái tất cả thứ đấy là cái định hướng và hỗ trợ nông dân của nhà nước rồi, đúng không? Còn cũng tự người nông dân cũng phải coi như là chăm chỉ làm việc và cũng phải sáng tạo nọ kia, hiểu không? Chứ các bạn đừng có cái gì cũng phải chờ nhà nước, cũng phải do các bạn chủ yếu nhà nước chỉ có hỗ trợ thôi, tôi nói bạn. Ví dụ rồi. Như bây giờ thì em nói tất cả anh cho em có ý kiến, ví dụ như em nói như thế này, anh em của mình bình luận với nhau nghe cái chuyện này. Ví dụ như thay vì nghe em nói tất cả trên cộng đồng mạng, chào tất cả những anh chị em ở trên cộng đồng mạng trong Facebook của anh. Ví dụ như bây giờ thay vì hỗ trợ đó, thay vì đưa cái đội mà kiểm tra lại bình luận giá cả tất cả cho người nông dân, là tôi thấy cuộc sống ở trong người nông dân không ai mà đứng lên mà để nói, mà để kêu than mà tại sao đảng ơi, nhà nước ơi, dân thì mằng cực khổ muốn chết mà cái nạn đói nghèo vẫn đeo đảm, vẫn đeo mà qua năm suốt tháng, những người nông dân người ta ngóc đầu không nổi đó, thì người ta bây giờ đang la đang kêu đó, nhóc đó, rồi sao mà mấy ông thủ tướng của chúng ta lại sao mà tỉnh bơ ngồi ở chảnh mà không hay không gì hết. Tôi nói bạn nhá, tất cả các thứ thủ tướng có việc của thủ tướng, phụ trách về nông nghiệp thì có các bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, có những ấy người ta cũng vẫn cứ thực hiện cho tất cả, còn cái gì cũng thủ tướng cũng đến nhà bạn, cái gì cũng đến thủ tướng, thì thủ tướng là coi như nghìn tay nghìn mắt à. Tôi nói các bạn như thế, các bạn chủ yếu là các bạn nhà nước sẽ hỗ trợ các bạn. Bạn biết hỗ trợ là gì không? Chủ yếu vẫn là các bạn, sau đó nhà nước sẽ hỗ trợ các bạn. Thế thôi nhá. Rồi lần sau, hôm nay tôi nói về vấn đề biển đảo. Rồi là lần sau bạn sẽ lên thì các anh em ở đây sẽ nói. Em không biết gì. Em xin nói với anh, em không biết gì biển đảo, nhưng mà em biết tại trong nông thôn và cái không được rồi. Thì tôi nói với bạn nhá. Bạn phải công nhận với tôi rằng là chủ yếu là do các bạn, nhà nước sẽ hỗ trợ cho các bạn, hiểu không? Chứ còn không phải là bây giờ các bạn cứ ngồi đấy, giờ các bạn chờ một cái vô hình nào đó. Rồi, tôi sẽ rất cảm ơn bạn. Thôi, em nói như thế này, anh em mình đừng hiểu lầm tôi. Tôi cứ nói là tôi yêu cầu tất cả những người anh chị em ở trong cộng đồng mạng này, em thấy cái anh mở diễn đàn này lên cũng nhiều rồi. Nhưng mà tôi thấy anh nói về chuyện biển đảo rồi này không, người anh đấu tranh đâu cho người dân đâu, thành ra bữa nay em xin lên em nói. Không được rồi, không phải đấu tranh. Nhưng mà tôi thấy là đảng và nhà nước hiện nay mình cũng lo cho những người dân rất là nhiều. Tôi, nhà tôi này, bố mẹ tôi cũng là nông dân, mà tôi cũng xuất phát từ nông dân ra, chứ không phải là tôi là cái thành phần gì cả, nhưng tôi hiểu. Bây giờ tôi hiểu hết. Tôi nói thật với bạn nhé. Tôi nói thẳng với bạn nhé. Bạn chưa chắc ngày xưa đã làm nông nghiệp nhiều bằng tôi. Tôi năm 11 tuổi tôi đã nào, phải đi cấy. Em nói tôi nói bạn như thế. Em. Rồi cho em xin nói là thì tất nhiên mình là người nông dân nhà phải không, thì mình nên đấu tranh cho những người nông dân, người ta bằng ăn khá giả chứ, có đâu mà không để được. Cho người nông dân bây giờ kêu khổ quá trời, thì em thấy em cũng đau lắm anh đau không lắm. Nói chung là mà bây thôi, giờ những người nông dân người ta kinh tế người ta khá lên rất nhiều rồi, thì nói chung ví dụ về không phần bạn tôi cũng khuyên bạn nghe chưa, đấy thì là nói chung mình cũng chăm chỉ làm ăn và nhà nước hỗ trợ bạn thôi, chủ yếu là bạn, nhà nước hỗ trợ thế thôi nhá. Rồi cảm ơn bạn. Rồi xin mời bạn không có tên. Đấy, mời bạn không có tên. Rồi đình tới chờ chút, mời bạn không có tên trong đình tới nhé. Rồi xin chào bạn. Chào anh Bằng, chào Diễn Đàn. Rồi. Alo, anh Bằng nghe rõ không? Nghe rõ. Chào ông Diễn Đàn, vì tôi chào anh chị em Diễn Đàn, tôi bức xúc kéo vừa lên đó. Ông nói thế cho đất nước này nhà nước hỗ trợ rất là nhiều thôi. Nhiều bạn là nông dân, bạn nuôi lợn á, nếu như nó bị bệnh hoạn nhà nước là chi phí bỏ vào trong 70%.
Đấy, cái đó là nhà nước đã hỗ trợ rất là nhiều, 70% thiệt hại đó. Đó, đấy, nhà nước đã bồi thường cho 7 vía 10 cân lợn, nhà nước đã trả tiền cho 7 cân thôi, nếu như là cái hoạn nạn. Rồi là mất mùa màng thì thuế, thì bây giờ thuế chẳng phải làm cái gì, còn có hỗ trợ cả. Lưu đi không có camera. À, nó còn hỗ trợ cả thuế thủy lợi đây, hỗ cả tất cả nhiều thứ. Nhà nước con hồ chứ, giá phân đông cho giá phân bón lên, người ta còn cho vay không lấy lại. Đấy, hỗ trợ con hỗ trợ thuốc sâu, hỗ trợ tiền công, hỗ trợ cho giống, thóc giống để làm. À, rồi con hỗ trợ tiền giống, đúng không? Thế ông đòi hỏi cũng nhiều quá. Đêm cũng đã khuya nhưng mà thế theo dõi diễn đàn cũng quá nhiều, nhưng mà thấy cái ông kia ông cái gì ông đòi hỏi những 100% lên nhà nước cần đóng. Đúng rồi, nhà nước cần công dân, nhưng mà công dân như thế này đéo bỏ tu đi, bỏ tu cái thằng đó đi, thằng phản động, anh nghe rõ rồi, mình nghe rõ mà. À, cái thằng đó, thằng phản động, nó cái gì cũng nhân việc, nó mất đi, nó là bỗng búa cái nhà nước đó, nó cho nó lên, nó làm chính phủ đen cho nó rồi, không như bỏ tu nó đi, thằng phản động quá trời. Đấy, nó đòi hỏi nhiều quá nhỉ. Nhà nước là hỗ trợ này, nếu như là cho làm ăn, cho vay vốn làm ăn, nếu như gặp thiên tai hoặc là gặp gì, người nhà nước đã hỗ trợ cho 70% vì dân ta vừa rồi nuôi lợn vì cái dịch tả châu Phi đó đeo sát lập, thì nhà nước cũng đã bồi thường cho 70% rồi. Đấy, tôi nói tiếng nghề anh nghe rõ không? Dạ, nghe rõ, nghe rất tốt. Cái đó nhà nước là hỗ trợ 70% rồi. Rồi là nếu như làm lúa thì người ta hỗ trợ cho thóc giống này, hỗ trợ cho vay phân bón không lấy lại này, đó, hỗ trợ cho thuế thủy lợi này. Rồi, tôi là nếu như về nhiều lắm, nhiều hỗ trợ lắm. Trong nếu trong trong hỗ trợ cây, hỗ trợ con, đúng không, hỗ trợ giống, hỗ trợ rất nhiều, thế nhà nước hỗ trợ vậy thôi chứ con đòi hỏi cái gì nữa. Rồi mỗi người dân cố gắng, như con đòi hỏi nữa nè, cái giá lúa bán 4.000 với 5.000, ví dụ như cái phân bón đó mắc, vì cái phân bón nó thuộc về doanh nghiệp, thì ông nhà nó cũng giống như ông thôi. À, ông trồng lúa thì ông bán mắc thì ông được mắc, mà bán lại cái chất lượng đó do kỹ thuật của ông trồng, thì còn phân bón đi thuộc của doanh nghiệp quản lý chứ đâu phải là nhà nước quản lý. Đấy, nó nói là mắc thì cái đó nó có cũng có phân mắc, nhưng mà cứ cái đó thuộc của doanh nghiệp quản lý chứ đâu phải nhà nước, đúng không? Của từ tư nhân với tư nhân thôi chứ đâu có nhà nước cái gì đâu mà ông ấy ông đuổi nhà nước cả. Rồi, đúng không? Rồi xin cảm ơn bạn, ở đây cũng còn nhiều bạn muốn xin lên thì mình nói. Tôi xuống này, tôi nói rồi, đó rồi. Rồi xin chào, cảm ơn anh. Rồi xin mời Nhật Đông, anh Phú ơi chờ em một tí, vì mấy bạn này bạn xin lên. Mời Nhật Đông, nói ngắn gọn Nhật Đông nhé. Xin mời Nhật Đông ạ. Hello. Vâng, xin chào Nhật Đông. À, con chào chú và chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Chú còn nhớ con không chú? Con nhớ chứ. À, thì con mới lên, con thì ở Cà Mau nè, con lên giải thích cho các bạn hồi nãy nghe cái thôi. Là giống như bạn nãy ba nói là trồng cái giống lúa gì á, sao bạn không đi trồng giống lúa F-Line, F-T đi. Mà trong khi đó năm đầu là cách đây chừng 4 năm trước á, là chính phủ đã cho là giống lúa F-T với F-Line á, là cho miễn phí một năm đầu. Một năm đầu là miễn phí, mấy mấy năm sau là được diện như là bơm dầu mà bơm nước ra bơm vô á, là chính phủ là cũng cho tiền lại hết, cái là cho hoàn toàn. Mà lúc mà trồng FT với fly á, là cái hiệu sức á, một công á, đa số là được chừng 60 dạ, chừng 60 dạ đến 50 mấy dạ. Mà còn nếu mà trồng hột bụi trắng, hột bụi đỏ thì một công đa số chúng như chúng dữ lắm á, thì chừng có 40 dạ. Nhưng mà cái vụ mà chúng trồng FT trồng F-Line á, là tại sao bạn không trồng? Nhưng mà trồng cái đó là chính phủ bảo đảm, là tại nhà con có trồng nè, là bảo đảm năm nào cũng có thương lái thu mua hết đó. Mà tại sao bạn như mà bạn có trồng thì tại sao bạn không trồng? Cái đó là hiệu suất nó cao hơn, nhưng mà cái đó rất khó trồng, tại cái đó nó xuất khẩu được các bác, nó gạo nó dẻo giống như
gạo nó dẻo cao lắm, nhưng mà cái đó là thì hiệu sức thì nó cao thiệt, nhưng mà nó khó trồng tại vì nó trúng quá, bị chuột nó cắn rất cao, cái tỷ lệ mà bị chuột cắn rất cao chứ không phải là thấp. Còn như mà bạn nói là cái vùng mà bạn nói là lúa mà dù như bán kiếm 4.000 á, thì nếu mà bạn trồng lúa bán kiếm 4.000 thì chắc bạn trồng không biết trồng giống lúa gì, nhưng mà tôi nhớ không lầm á là năm ngoái á thì là lúa là có thằng hột bụi trắng hay là hột lục Kiên Giang là hai thằng đó là giống lúa rẻ nhất hiện tại trong cái đồng bằng sông Cửu Long, là cũng được 1 ký được 4.800 tới 4.900 đó. Còn mà vừa lúa mà vừa nãy là chắc là Chi Hồng ST, anh cầm ạ, đấy là Chi Hồng, vừa nãy là thằng Chi Hồng, tôi nghe giọng là biết thật kệ. Rồi nói đi. Xong không ý có nói là nói về cái giống mà ST với Fly á, là chính phủ mà khuyến khích người nông dân đang dòng trồng mà tại cái giống đó là xuất khẩu được. Còn cái giống mà hột bụi đỏ với hột bụi trắng á, là giống đó, lúa đó hiện giờ là như là đang bị thối chào á, hiện giờ là xuất khẩu không có được, nó chỉ có bán lưu thông ở trong nước thôi. Nó mà còn cái giống lúa kia thì tại sao bạn ấy không trồng, mà trong khi cái lúa kia thì giá thành rất cao, 1 ký là từ là 5.000 mấy tới 6.000 à, mà năng suất nó rất cao luôn đó. Mà vụ nhất là cái vụ mà phân bón với cái thuốc gì vậy, bạn ấy nói chuyện cứ như trong phim, con không biết bạn ấy trong rừng trong không đâu không biết bạn đây. Này ấy, nhà tin chắc là nhà không phải nông dân, mấy tôi coi như là chú hỏi mấy cái gì. Cái mùa này hiện giờ là con đang gieo mạ, là con chuẩn bị cái vừa gieo mạ lên là bây giờ chuẩn bị là nửa tháng sau là bắt đầu rồi xuống cấy lần hai nè. Đây cây gì, cây giống lúa FT mấy năm đầu á là chính phủ còn dụ mà giống lúa FT á dép lai á là còn cho miễn phí, là cái năm đầu là mới đem về ở đồng bằng sông Cửu Long là cho miễn phí, còn cái mấy từ cái năm trở đi thứ hai trở đi á là mấy năm nay là chỉ cho một nửa, còn một nửa phải bỏ tiền cho mình mua, giống như là cho 10 phần là mình phải bỏ cho 5 phần, còn 5 phần phải bỏ tiền để mua. Nhưng mà một lần bây giờ bạn nói gì, buổi nãy bạn nói đúng là 800.000 à, đúng là 800.000 là cái giống lúa thiệt, nhưng mà 800.000 là tất cả cái lúa, bây giờ nó cho nửa chỉ còn 400.000 thôi, 400.000 thôi là bạn gieo được ít nhất là 20 công, bạn cấy được 20 công lúa à, lúa giống thì nó thì lúa giống thì nó phải đắt hơn cái lúa bình thường đúng không? Dạ đúng, tại vì cái giống lúa này nè, dạ cái giống lúa này nè, mình có để lại lúa giống, nó không có giống như giống lúa mà lùng Kiên Giang hay là bồ đỏ hay bồ trắng á, là để lại giống lúa giống của mình tự được. Nhưng mà còn cái lúa này nè là phải là mua cái giống lúa mà của mua cái giống lúa của nhà nước là mới có hiệu suất cao được. Nhưng mà mình để lại cái giống như là không biết sao mà tự nó bị đột biến gen hay sao chút, là cái năm sau mà mình vẫn để cái giống đó là mình cấy không bao giờ trúng bằng cái giống lúa mình mua của nhà nước. Nhưng mà cũng cùng cái lấy cái hạt gáo mà mình đem đi phơi mình cũng để lại, nhưng mà không bao giờ trúng bằng cái hiệu suất của nhà nước, giống lúa của nhà nước mình mà mua. Đó thì cái vụ đó thì con không biết. Dạ, rồi xin phép. Rồi ok, cảm ơn cháu. Đúng rồi, cháu là người nông dân coi như thực thụ đúng không? Đó nuôi tôm, nuôi trồng lúa các thứ ở Cà Mau. Rồi chú cảm ơn cháu. Dạ đúng, rất đúng. Ok. Dạ rồi. Rồi bạn Đình Tới đâu? À, xin mời bạn Đình Tới. Đang thêm bạn Đình Tới. Nói chung bạn vừa nãy tên là bạn ấy tên là Chi Hồng. Nhà bạn có phải là nông dân đâu. Bạn cho nên hỏi với mấy cái về nông dân thôi coi như. Đang thêm Đình Tới. Lưu Ly thoát ra đi, vào lại đi. Hiện nay lại không có camera rồi. Đình Tới không được, ngồi lâu thế này không được rồi. Đúng rồi, Bình Dương. Bạn thấy là bạn Chi Hồng mà mình nghe giọng mình nhớ. Rồi lưu đi, ok đi. Vâng, xin mời anh Phú Nguyễn. Lưu đi kết chương trình nhé, sau đó mời lưu đi sau. Em đang mời anh nhé. Alo, thôi, lưu đi ngủ đi.
Mọi người khỏe không? Đồng chí Lưu Ly ngủ đi, mai đi đồng chí Lưu Ly. Vâng, đúng rồi, mai đi cày. Bây giờ bên đấy được 1 giờ sáng rồi. Mai không đi cày. Không sang kham nữa, hỏi giấy tờ bây giờ đó. Các bạn thấy hôm qua nước Đức chúng tôi biểu tình đẹp không? Đẹp không các bạn? Quá đẹp phải không bạn? Đúng không? Biểu tình phải như vậy. Biểu tình phải như vậy. Vâng, cộng sản bây giờ đây em... em nói với anh nhỉ, bên nước ngoài ấy, ví dụ bên Đức các anh, ví dụ là những người người phụ nữ ở hôm qua em thấy xuống đường biểu tình rất là đẹp, mà rất là ấy, người ta xin phép, sau đó người ta coi như có tính tự giác rất cao, dân trí rất cao, người ta đi rất là đẹp, rất là hay, biểu thị cái lòng coi như yêu nước của người ta. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam hiện nay, em hỏi anh một câu, tại sao ở Việt Nam hiện nay nếu mà những người người dân, ví dụ người ta cũng đầu tiên người ta về tinh thần yêu nước, người ta xuống đường người ta biểu tình, thì tại sao nhà nước mình rất lo ngại về những cái chuyện đấy? Tại vì anh biết không, nhà nước ngăn cấm là đúng, tại vì nó sợ cái tội bọn cái tình báo Hoa Nam đó anh Bằng, nó sẽ len lỏi vô và nó cho một số để mà kích động, để mà đập phá nhà máy của Trung Quốc. Ở Đức này tôi nói nghe, Đức này là một cái phong trào rất ư là cao trào, tôi nói cả châu Âu này chỉ có Đức thôi, cho nên cái tụi bao que mà tụi phản động đâu có dám động nó đâu, anh thấy không? Người ta làm một cái tổ chức, nó có một cái tính mang tổ chức, nó có cái kế hoạch làm rất là đẹp, bao nhiêu năm người làm rất là đẹp, nó thật là làm rất là rầm rộ, mà anh thấy cả ngàn người luôn anh Bằng, chứ không phải cái kiểu một bao que được mà. Anh thấy không? Hôm qua mà cái thằng Đài mà thằng Kho Lê là thằng Hiếu Nguyện đâu dám ló mặt ra đâu, tụi nó anh ra là chết. Nếu tôi nói không, tụi nó suốt ngày, tôi nói thằng anh thằng Đài suốt ngày ở bên Đức này, tụi mình ở trong nhà mẹ live stream rồi thôi, chứ chả dám ra đường. Tôi nói thằng nó đập phù mỏ luôn, nói thằng anh con thấy không? Cả một cái nước Đức này, khi mà ta đi biểu tình á, anh biết không? Cả người Đức người ta đánh giá một cái tính tổ chức rất là cao, nó tác động đến một cái chính quyền tại địa phương, cái người dân ở tại địa phương, thấy không? Đấy, các bạn là ba que nên học tập theo là thế hệ của cộng sản, nó phải như vậy đó, chứ không phải mà mới cầm cờ mà để kiếm tiền, cầm cờ cái hô hào không được, nó phải mang cái tính, nó phải kiên cường, nó phải như vậy đấy. Nhưng mà hôm qua anh xem trên clip hay là anh có ra cái số biểu tình hay không anh Phú? Hôm qua mấy đứa bạn nó kêu mà tại vì cuối tuần tôi đi không được anh. Biểu tình được tụi nó gửi đến ở đây, mà khi mà biểu tình thông báo hết, thông báo những anh em mà tất cả hết anh. Ví dụ như ở nếu mà nó ở trước gạt đây thì tôi đi nó gần, tại đỡ Bạc Linh nó cách nhau tới 600 cây là xa lắm. Chỉ ở đó riêng là chỉ đồng bào của Bạc Linh, như là cái khu ở bên trong Đức thôi. Đó nha. Là có một số là người ta còn chưa hết đi hết. Nếu mà tôi nói thật anh một câu nha, nếu mà Trung Quốc á, mà nó mà giở trò cái, tôi nói thật cả cộng đồng Đức này biết bao nhiêu người Việt Nam. Anh biết bao nhiêu, trên 60.000 người, không tính bao que vô nha, không tính những người mà gọi là miền Nam cách ao mua ra, tính cái dân mà gọi là cộng rồi đó, con em là cộng sản thôi đó, là trên 60.000 người đó anh Bằng, để nó cho anh biết. Mà trên cái bọn bao que đây chẳng qua nhiều khi nó biểu tình, nó làm này kia nọ, người ta thấy thôi là anh em một nhà anh Bằng, biết không, phải để cho nó khu môi với mỏ chứ được, mẹ nó bố láo là đập chết mẹ luôn chứ được cái đó. Để cho nó, bọn này nó nhìn nó sợ lắm. Việt Khuê, bạn có biết là nợ công là cái gì không? Bạn thì phân tích tôi nợ công đi. Chứ bạn thì chỉ nghe người ta nói là mỗi người Việt Nam nợ công là hơn 30 triệu. Bạn cứ hô hào thế, bạn nói nợ công đi. Cơ cấu nợ công Việt Nam đi. Nợ công ở bên nước ngoài như thế nào đi. Bạn không biết cái gì, bạn ngồi và càng bạn cào phím, bạn có thích bạn lên trên này bạn tranh luận tôi về vấn đề nợ nợ công nhá. Rồi, xin mời mời Phú. Tôi nói được mà cái bọn mà nó chỉ nghe cái bọn hải ngoại là nợ công được, mà Phạm Nhật Vượng rồi mấy cái nhà doanh nghiệp người ta chưa nói đến rồi, bọn này tôi nói anh được cái bọn mà nó ăn không ngồi rồi nó chỉ được cái theo chân cái bọn mà gọi là dâm chủ cụi thôi. Thế tôi nói mày suốt ngày mày ngồi trên kênh của coi như là Tân Thái làm cái chưa biết rồi đó. Rồi Việt Khuê, một lát nữa tôi sẽ mời lên. Đấy, nói với tôi về nợ công đi. Em mời. Dạ, vâng. Em xuống để em cảm ơn anh. Vâng, em mời Việt Khuê đi. Đấy, diễn đàn sẵn sàng mời lên. Rồi, nói về nợ công nha. Rồi, xong. Đã mời Việt Khuê. Chào. Vâng.
bác. Rồi bây giờ nói nợ công đi, xem sao để cho... Rồi bạn. Ừ. Rồi cái vấn đề cháu nói là không phải là cái đó, mà tại sao cháu hỏi đấy ạ? Vừa rồi là cháu nhắc đến cái câu chuyện của cái anh nông dân lên, nó là chuyện cháu bỏ qua rồi. Rồi thôi không nói chuyện đấy nhá. Muốn nói đấy, đảng có những cái chính. Không vừa nãy chú thấy cháu nói về vấn đề nợ công Việt Nam, nợ công nhiều nọ kia thì cháu thử xem cháu hiểu cái gì về nợ công. Không, cháu thấy. Cháu nói thật, cháu thấy trước mắt đấy. Trước mắt của cháu đấy. Cái đường sắt Linh Cạch Đông đó, thứ nhất cái đó là bảo tàng ô nhục của nhân loại. Mà chính xác là bảo tàng ô nhục của Hà Nội, của Việt Nam đấy. Thế tại sao người ta chú nói á, bà que không đưa tin anh em ta ở Việt Nam làm sao biết được sự thật. Bây giờ cháu biết sự thật đấy cũng chẳng qua qua báo chí về cái đường cắt Linh Hà Đông thì nói chung là mình cũng do lỗi rồi, nhưng mà đấy không phải là nợ công nợ kiếp gì cả. Trung Quốc đầu tư vào nợ công cái đó không được, không nên nợ cái gì. Trời ơi, cái ví dụ như đường đấy người ta đầu tư vào, sau đó là người ta sẽ lấy phí, lấy tiền nhá, chứ không phải nợ công, hiểu không? Ví dụ như bây giờ, ví dụ như một doanh nghiệp người ta đầu tư vào cái đường cao tốc chẳng hạn, thì đấy cũng là nợ công. À cháu có hiểu nợ công là gì, và về cháu thì nói về cơ cấu nợ công như nào. Nợ công là nhà nước nợ, và nếu không trả được thì dân phải chia ra nhau mà trả. Nợ công đúng không? Công là của chúng, của nhân loại, của đất nước. Công là cái đó. Cái gì đâu phải nợ riêng nữa. Đúng không? Vậy hiện nay chú hỏi cháu đang làm cái gì? Cháu đang làm gì? Thì hiện nay cháu đang đi làm ở nước ngoài. Hiện nay cháu đang đi làm nước ngoài đúng không? Cháu không ở Việt Nam đúng không? Rồi. Bây giờ này. Rồi, cháu tức là nhà nước không trả được thì chia cho mỗi người dân phải trả gì đúng không? Nhưng cháu biết là bây giờ Mỹ nợ. Cái đó mình nợ trước mắt, nhưng cái đó Mỹ nợ công không? Mình đã thấy chứ. Đi buôn về có vay nợ ngân hàng để mà đi buôn không? Mở doanh nghiệp không? Chú hỏi giống thế. À? Hỏi cái tức là bây giờ cháu mở một cái doanh nghiệp thì cháu có cần phải đi vay vốn cháu làm ăn không? Có người phải bỏ, có người phải vay. Bây giờ vay mình phải có cái vấn đề gì nước ngoài cho vay đúng không? Mỹ nợ công không? Nhật Bản nợ công không? Cháu không nói Mỹ với Nhật. Việt Nam cũng Việt nợ Nam công, nhưng Việt Nam hiện nay nợ công, Việt Nam nợ công bao nhiêu cháu biết không? Và cháu có hiểu nợ công mà nợ cháu... Nợ công Việt Nam, người dân làm ra, người dân thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Cái gì? Không đi làm cu lý ở nước ngoài thì có cái gì? Người ta xuất khẩu, mình xuất khẩu lao động à? Mình những cái đó là đi tổ chức ra để đưa xuất khẩu lao động bao nhiêu là nó thằng con nó ăn hết cái đó, nhà nước quản lý ở đâu? Thứ hai nữa... Bây giờ về cháu đi tại sao cháu không ở Việt Nam cháu làm, cháu đi xuất khẩu lao động làm gì? Cháu nói kiểu thế, cháu đi xuất khẩu lao động làm gì? Hả? Ở Việt Nam không có công việc đi phải đi. Cháu không có công việc, tất cả người Việt Nam kể cả đi đạp xích lô, kể cả có gì bán hàng rong đều có công việc, không ai thất nghiệp cả khi có sức khỏe. Bây giờ chẳng qua cháu đi xuất khẩu lao động, cháu thấy cháu phải tính toán trừ chi phí tất cả các thứ đi thì cháu vẫn cứ lợi hơn ở Việt Nam, cái đồng lương của cháu cao hơn rất nhiều, sau đó cháu chi tiêu tiết kiệm, cháu về cũng có một số vốn để cháu về cháu làm ăn, có thế thôi. Còn cái vấn đề nợ công thì chú biết là cháu không biết một tí gì rồi, mà cháu cứ lên đây thì cháu coi như là cạo. Không, nợ công rồi. Cái đó thì chú nói cái đó là cháu trên 12, trên đội cháu đến không. Bây giờ ở Việt Nam, bây giờ chú chỉ hỏi Việt Nam, hiện nay Việt Nam mình nợ công bao nhiêu tiền, bao nhiêu không biết đúng không? Cháu không tìm hiểu. Đấy cháu thì không tìm hiểu thì cháu không đừng có nói. Bây giờ chú mong cháu tìm hiểu về cái nợ công của Việt Nam và qua các cháu không qua các ngân qua các cái tài liệu của IMF, cháu biết IMF là gì không? Quốc băng là gì không? Mà cháu nói đấy cháu lên đây để nói rằng đừng có nói ai là phản động bác que. Không, chú không bảo cháu, chú đâu có, chú không nói cháu là phản động bác que. Nhưng mà chú chỉ cần nói trước khi cháu nói một cái vấn đề gì ở trên này, ở hoặc cháu phải tìm hiểu kỹ, kể cả cháu học hết 12 rồi, cháu hiểu kỹ về cái chính sách kinh tế, chính sách về cái xã hội,
không những tìm hiểu ở những đài chính thống Việt Nam, mà cháu còn, nếu mà cháu biết ngoại ngữ thì cháu tìm hiểu ở trên các coi như là các đài báo quốc tế nhá. Cháu nói rằng á, nếu mà tìm hiểu báo tin thời sự về ở Việt Nam á, cháu thì chính duy nhất là tin thể thao thôi, chứ còn là đưa tin giả rồi. Chú nói với cháu này, cháu tin thì cháu hoặc không tin thì chú không ép cháu, nhưng mà ít nhất cháu phải có cái đầu óc phân tích rồi và suy nghĩ nhá. Bây giờ ví dụ các cháu phân tích, cháu dám nói vậy. Ví dụ như chú thấy cháu không hiểu gì về nợ công, coi như cứ nói bừa trên này, chứ chứng tỏ cháu không phải nói là nợ công. Mà cháu lúc đầu cháu lên từ cái phân tích người ta, cái vấn đề kể cả cái tàu Cát Linh Hà Đông cũng thế, đó cũng là lỗi do Bộ Giao thông Vận tải, lỗi tất cũng có nhiều thứ, thì mình đem ra mình kiểm điểm, mình rút kinh nghiệm. Mà người ta nói rồi, cái đường tại sao cháu, chú nói với cháu tại sao cháu không nói cái đường, coi như cháu có biết cái đường cũng được sắt trên cao Bến Thành Suối Tiên không, ở Thành phố Hồ Chí Minh không? Cháu biết không? Cái đầu của Nhất Minh Trầm của Nhất bao nhiêu lần rồi, nó dự án nó hoàn thành, dự kiến hoàn thành lúc nào? Mình ăn cái đất nước mình cái gì mình sai mình phải nói chứ. Cái vấn đề mình sai ở đây, cái vấn đề kể cả nhá, cái đường sắt của Nhật Bản làm ở Thành phố Hồ Chí Minh và của Trung Quốc làm ở ngoài Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, thì nói chung đấy là những cái đường sắt trên cao và tàu điện ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là mình làm đầu tiên. Đầu tiên thì nó cũng có cái sự bỡ ngỡ, cháu hiểu không? Như là cháu á, cháu đi sang nước nhưng ngoài đầu tiên bỡ ngỡ, nên lần hai cháu thảo đi nhá. Cái muốn đời của mình á là mình phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Phụ thuộc cái gì? Chú hỏi cháu một câu. Phụ thuộc thì quá nhiều quốc, hiện nay đầu tư vào Trung Quốc và Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong số tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam? Chú hỏi cháu một câu thế, cháu sao cháu có nắm được không ạ? À? Có nắm được không? Cháu đầu tư của Trung Quốc đứng thứ bao nhiêu? Đứng thứ bao nhiêu trong số tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam mà cháu bảo phụ thuộc, đứng thứ bao nhiêu? Cháu không biết đúng không? Cháu không cái vẫn có bao nhiêu cái Trung Quốc cái gì nào? Cái gì cũng phụ thuộc, cháu bảo với Việt Nam cũng phụ thuộc Trung Quốc. Thế thì chú đưa ra cháu tìm hiểu nhá. Thì hiện nay đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam chỉ đứng thứ 6 thôi. Bố xí Tây Nguyên hiện nay làm nhá, hiện nay đã có lãi và đã bàn giao cho Việt Nam nhá. Được chưa? Là hãy lại vào xem Formosa đấy. Formosa của ai? Của Đài Loan. Formosa hiện nay cháu là quê Nghệ Tĩnh đúng không? Quê của cháu là ở Hà Tĩnh đúng không? Cháu thấy những người nông dân Hà Tĩnh hiện nay, người ta có hơn 10.000 công nhân của Hà Tĩnh hiện nay đang làm việc ở Formosa Đài Loan, ở ngoài Hà Tĩnh. Thấy chưa? Với mức lương còn mười mấy triệu đồng một tháng. Được chưa? Và còn nộp ngân sách cho riêng cái tỉnh Hà Tĩnh của các cháu về cái khu Hà Tĩnh đi, chỗ khu Phu Sa đi. Chú đã qua đấy rồi. Bây giờ hiện nay coi như bây giờ coi như là mọi người dân ở đấy sống cuộc sống sung túc, nhà hàng khách sạn quán ăn mở ra rất là nhiều, nhộn nhịp, nhà cửa các thứ xây tốt như thế. Hay là cháu cứ để cho những người dân coi như cái vùng đất của cháu biết nó là gì không? Chó ăn đá, gà ăn sỏi, nhưng bây giờ hải sản có như thế nào? Hải sản hiện nay vẫn khai thác bình thường. Sa cái bãi biển gì nổi tiếng ấy. Đấy, vừa rồi cháu làm gì có tiền, đúng không? Và cháu bảo rằng hải sản không bán được, mực nhảy ở cái bãi biển gì Cầm ấy, thấy chưa? Thiên Cầm, bãi biển Thiên Cầm ở bên cạnh Phu Sa luôn. Thiên Cầm là từ đó hết, không phải thôi bây giờ này chú nói cháu này, cháu phải xem nhiều Tân Thái Biên Dương vào, thuộc bài đi mới lên tranh luận với cháu chú nhá. Còn, chú phải chú khuyên cháu là phải tìm hiểu rất nhiều. Cháu nói một câu rồi. Nhất đừng, người ta đừng có nói ai là phản động hết, người ta yếu nước không nói. Chú không bảo cháu phản động, nhưng mà cháu phải có một cách gì. Một số người bình luận thế này, cháu gửi gắm với một số người bình luận đang xem bình luận thế này, đừng có nói ai. Rồi bây giờ này nhá, chú khuyên cháu, người ta thấy được okay. Người ta nói ok, chú khuyên cháu là rồi, cháu phải có cái cháu rồi, cháu có cháu phải có cách nhìn nó thân thiện hơn và nó tốt hơn, chứ cháu đừng cứ nghĩ rằng cháu mới sang đâu đi xuất khẩu lao động được mấy bữa coi quay trở về coi nhìn mới toàn nghe những cái đài phản động, nghe những đài phản động của cháu ấy, cháu lâu cháu chưa không phải nghe những đài phản động
Đấy. Rồi, rồi tao nói đây một câu cuối cùng gửi gắm tất cả mọi người này. Nếu mà nào bình luận như thế này á, là chửi cháu là như thế này á, hãy xem lại đi, bao nhiêu hiện tại là Việt Nam mấy vụ gần đấy á, bao nhiêu trẻ em bị người ta xâm hại như thế này thế kia, có lão á thì lên đòi lại cho con người ta. Chưa đến được. Thôi. Chưa đến con. Rồi rồi. Cái chương trình sau chú cho phép cháu lên để mà tranh luận với chú. Mẹ cái thằng ở bên Đài Loan nó có xâm hại tình dục không? Thằng bên Mỹ xâm hại tình dục không? Ở Việt Nam có, nhưng mà cái tỷ lệ nó ít, chứ không phải nhiều đâu cháu ạ. Nhưng mà ít cái gì, mình lúc nào mình... Trời ơi, này, chả hiểu biết gì hết. Rồi, xin mời Bình Dương. À, xin mời Trần Tuấn Anh. Lên nói ngắn gọn Trần Tuấn Anh. Khổ quá, nó không biết một cái gì hết. Chắc... suốt ngày cái bên trường, học hành thì không tử tế. Đấy, thôi lui đi, ngủ đi, lui đi, thôi ngủ ấy. Bây giờ về cuối chương trình rồi, đề tài linh tinh. Rồi, đang kết nối. Rồi, xin chào thầy Trần Tuấn Anh. Alo, chào anh Bằng và anh chị em trên diễn đàn. Thì cái đề tài anh Bằng tối nay nói là chống dụng điện xuyên tạc, thì em thì người dân thôi, tham gia trên cộng đồng mạng này, thì em cũng có một góp ý kiến nhỏ nhỏ vào diễn đàn thôi. Thì em mong tất cả các anh chị em trong diễn đàn thời gian gần đây á, trên tất cả trên truyền thông á, là nó xuyên tạc vấn đề mà biển đảo Bà Chi Chính, thì mình lên đây để mình chống luận điện xuyên tạc. Thì em cũng nói là chúng ta lên đây á, trong cộng đồng mạng, trong diễn đàn bàn á, thì mình cũng về những người dân sát với nhà mình, địa phương mình, thì có ai nói về biển đảo hay nói xa chứ, thì mình cũng là tuyên truyền cho họ. Đúng rồi, mình tuyên truyền, mình cố gắng trang báo là tuyên truyền, cố gắng tuyên truyền và cho người dân nói là xem những trang chính thống. Nếu mà họ nói cái gì đó mình thấy hơi bị xa một xí, là mình có thể là mình để mình chỉ bảo họ để hiểu. Chúng thôi là tại vì tụi xuyên tạc hiện giờ nó đang lợi dụng lợi dụng những cái người như thế này, tuyên truyền này vào người dân. Dạ, đây này là được. Thôi em chỉ mới góp ý kiến đó thôi, cho em xuống anh bạn ai bị nói nữa thôi. Rồi, ok. Cảm ơn các anh chị. Thôi bây giờ là chương trình thì nó cũng muộn muộn rồi. Thôi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn để cho mình kết thúc chương trình ở đây. Thì nói chung cũng như Trần Tuấn Anh nói, ví dụ những cái ấy chẳng hạn thì mình cũng chưa thể quy kết người ta vội, đúng không? Thì mình ở đây mình kiểu gọi là mình là những người dân mà, cho nên là nói chung là mình cũng nhẹ nhàng một chút thôi. Vâng. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Vâng, xin tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc. Vâng, hẹn gặp các bạn vào tối thứ tư tuần tới. Vâng, xin tạm biệt các bạn.